cả nhà, Tranh Thủ và like xanh sale nha các chị ha. Rồi, hôm nay là sẽ lên chương trình sale sốc cho các chị mình luôn. Chỉ là 89k, 99k trở lên thôi. Nên là các chị nào mà mình ưng mẫu nào, cố gắng là mình lên đơn hàng sớm dùm em nha. Và cú pháp đặt hàng là vẫn là mã với số điện thoại. Trường hợp các chị không nhớ mã, mình chụp màn hình lại gửi qua tin nhắn dùm em nha. Và hôm nay hàng nó rất là ít nên các chị nhớ nhanh tay đặt hàng sớm nha. Mở đầu like. Rồi, bây giờ em sẽ lên chương trình sale luôn là 99k. Các chị ơi, mình chia sẻ chưa ạ? Mình chia sẻ chưa cả nhà ơi? Ba lần nha các chị nào theo dõi like nhiều của em là biết rồi. Để săn sale 99k, 89k bắt buộc phải có chia sẻ. Thứ hai là mình gộp đơn hàng cho em nha. Rồi em chào chị Thiện Hướng nè. Cảm ơn chị đã chia sẻ đó. Chị nào mà theo dõi like nhiều là biết cái e của bên em rồi ha. Rồi bây giờ các chị ơi, đầu tiên nha, em sẽ lên hàng 99k trước cho các chị mình đây. Trời ơi, đầm đẹp không? Nhưng mà các chị lưu giúp em những mẫu này là em sale trung bình là hàng này nó còn rất là ít nha cả nhà ơi. Còn có cái hai cái gì thôi em sẽ cầm nhanh. Những mẫu nào còn nhiều em sẽ mặc, và những cái mẫu nào còn ít em sẽ cầm nha cả nhà. Rồi các chị để giúp em là những cái mẫu cầm này là có một cái hai cái thôi. Bây giờ đầu tiên em lên cho mình mẫu này nha các chị ơi. Mã này các chị ghi cho em nào, 118699k còn size M. Áp dụng cho ai chia sẻ để em báo giá mẫu này luôn nha. 118699k mà thôi nha cả nhà ơi. Chia sẻ và gộp đơn hàng để em giao cùng một lần cho các chị mình nha. 99k mẫu đầm này ạ. 99k mẫu này size M. Size M mẫu này eo tầm khoảng là 72 đến tầm 74 nha cả nhà ơi. Để em đo lại cho chắc luôn nha. Mình nhớ chia sẻ like liền dùm em nha cả nhà ha. Hàng này rất là ít rồi. Rồi các chị ơi, mẫu này eo 76 trở xuống vẫn bon chim mặc được, mặc dù size M nha, tại vì vải này nó có co giãn nha. Ai mặc size L thì cái mẫu đầm này các chị giảm xuống, mình mặc size M vẫn được nè. Em còn đúng một cái size M nhưng mà eo là 72 đến 76 trở xuống vẫn vừa. Rồi 99k mẫu này các chị ghi mã là 1186 nha. 1186 nha, vải lụa mango có túi cho các chị mình nha. Chia sẻ 3 lần là được chốt đơn, cái này em có đúng một cái, ai nhanh là được, ai chậm mất hàng. Rồi tiếp tục nha cả nhà ơi. À, đầm em mặc hả chị? Đầm em mặc đây là 1284 và mẫu này em chỉ còn size 2X thôi. Em sale là xả hàng cho mình là 139k mẫu này. 139k mẫu này nha cả nhà ơi. 1284 và kèm số điện thoại là mẫu em đang mặc nha các chị ơi. Đây có túi nè. Cái này có hai màu, ví dụ mà chị nào mà thích cái tông màu mà tối một xíu mình lấy mẫu này đi, 1286 nè. Hai mẫu này em chỉ còn 2X nha. 1286 là mẫu này và 1284 là mẫu này nè. Hai mẫu này đồng giá là xả hàng còn 139k nha. 1284 đây, 1286 đây. 139k, 139k nha cả nhà. Rồi tiếp tục em lên hàng 99k cho mình nữa nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo nè cả nhà ơi. Trời ơi, đầm siêu phẩm. Ồ, chết rồi, cái đầm này mã size 99 là hơi bị lố luôn cả nhà ơi. Hơi bị lố mà hơi bị lỗ luôn cả nhà, vừa lố vừa lỗ này các chị. Bây giờ nha, ai có chia sẻ bắt buộc phải có chia sẻ nha cả nhà. Trời ơi, các chị ơi, mình nhìn cho em coi. Đúng một cái duy nhất ạ. Đúng một cái duy nhất, đầm này bình thường ai mặc size L thì mặc size M vẫn vừa, tại vì cái form của nó là form suông chữ A. Rồi, đầm này bình thường các chị mua phải là 399k, ai mua rồi biết mà đúng không? Đầm này rất là nhiều chị đặt hàng được trước 399k mà còn không có hàng luôn. Nên em còn sót kho lại đúng một cái nha cả nhà. Đó, em sale cho mình 99k, đầm này nó có túi hai bên nha cả nhà. Cái đầm này là cũng là cái đầm mà bữa trước em mặc like đó cả nhà. Đó thì mấy mẫu kia là hàng trên kho sẵn hết rồi mà còn sót lại cái mẫu này. Thì hôm nay em sale là 99k, các chị ghi mã cho em là 1264, đúng một cái cuối cùng size M cho ai chia sẻ like. 1264 nha cả nhà ơi, 99k. Chia sẻ và gộp đơn mới được lên đơn nha cả nhà ơi. Tại vì cái mẫu đầm này em sale lỗ vốn rồi nên là bắt buộc phải có chia sẻ. Và thứ hai là tại vì hàng lỗ vốn nên một cái em không giao được, mình phải gộp thêm một sản phẩm gì đó nữa để em giao cùng nha. Đầm này là em sale 99k, có cái dây cột eo nè, cột trước cột sau cũng được nha. 1264. Chia sẻ cơ chị sang hàng ơi, không chia sẻ là em không chốt nha, em nhường cơ hội cho chị tiếp theo đó. Rồi đầm em đang mặc là 1284 nha cả nhà. Phần tay này nó có nhún thun nè các chị, có nhún thun cho mình vậy nè, mặc rất là mát luôn. Em còn cho mình là size 2X thôi nha. 1284 là mẫu này, 1286 là mẫu này. Sale là 139k. Các chị ơi, bắt buộc phải có chia sẻ like cả nhà ơi, không chia sẻ là em không chốt được nha các chị ơi, là em nhường cho chị phía sau đó.
Chị nào mà mình đặt hàng trước nhưng mà lại không chia sẻ coi như là mình đã đánh mất cái cơ hội săn sale của mình mất tiêu rồi. Đặt trước nhưng mà không được chốt, mà chị đặt sau á chỉ có chia sẻ lại được chốt đơn nha cả nhà nha. Lưu ý giúp em đấy ha. Đó, bên em sẽ lọc cái lượt chia sẻ lại. Chị khách nào có chia sẻ sẽ được vào cái phần ưu tiên trả chốt đơn với hàng là 89k, 99k. Nên là ai không chia sẻ là sẽ không được lọc vào cái danh sách đó cả nhà ơi. Rồi DA1284 em đang mặc và 1286 là mẫu này. Em sale cho mình ngày hôm nay là 139k, hiện tại em chỉ còn size 2X mà thôi nha. Size 2XL thôi và eo 84, 86 chịu xuống, bon chen thì 86, 88 chịu xuống cũng vừa. Tầm 65kg, 67kg gì đó chịu xuống vừa, giá em sale cho mình là 139k. Em đang mặc là 1284 và em đang cầm đây là 1286 nha. 139k, chị nào lấy lên đơn hàng liền luôn dùm em. Thật sự đây là cái này nè, cái đầm này là cái của em. Đây là cái chính cái đầm của em luôn này đó cả nhà. Em cũng có một cái này cả nhà, em cũng mặc nữa các chị. Hôm nay là em mang qua em mặc lại cho các chị, tại vì mẫu này nó hết size 2X rồi nên là em lấy cái đầm của em mặc lại cho các chị mình luôn đó cả nhà, thấy không? Đầm này thực sự là nhận được hàng đảm bảo ưng liền luôn các chị, và trẻ tuổi trung tuổi mặc được hết nha. Một hai tự nhiên bị rớt mạng hết cả hồn, em tưởng nó rớt luôn cái bài like à, chết luôn. Ok rồi, em thấy các chị đang lên đơn rồi, cả nhà cứ đặt hàng đi nha. Các chị cứ đặt hàng đi, vẫn còn rất là nhiều đầm sale cho cả nhà nha. Mình cứ từ từ săn sale cả nhà ơi. Rồi em có đúng một cái đầm này ôm body size 2XL. Bữa trước là chỗ không có hàng luôn, không có hàng để soạn nợ đơn các chị có chừng, mà tự nhiên giờ sót kho lại cái. Thật sự luôn các chị ơi, bữa trước mà nhiều chị đặt hàng không có hàng soạn luôn á. Bây giờ 1231 em còn sót lại đúng một cái cuối, em sẽ sale cho mình nha. Mẫu đầm này các chị ghi là nó 231 và kèm số điện thoại. Em tặng luôn cho mình 79k, đúng một cái thôi, size 2XL ạ, 79k. Bình thường ai mà mình tầm mình mặc XL á thì cái đầm này các chị chọn size 2X mặc vẫn vừa. Tại vì cái mẫu đầm này là form on body. Sao chị Ngát Hoàng ơi, mình comment sao em không hiểu chị? Bên em bán hàng là đã 6 năm trời nay rồi, tự nhiên mình comment vậy em không hiểu. Mình nhắn như vậy là mình ý gì chị ạ? Đây chị ơi, bây giờ em cho mình so sánh luôn nè chị. Đầm em đang mặc và đầm của shop đây nè. Đó, các chị thấy không? Cái này là cũng cái em đang của em mặc luôn cả nhà. Hàng của shop em có rất là nhiều, em cũng thường xuyên mặc luôn. Hàng chất lượng như thế nào trên làm sao là em giao hàng y chang vậy. Đây là cái 2X và đây cái M. Mình có bằng chứng gì mà mình nói vậy chị Ngát Hoàng ơi? Em đang live bán hàng tự nhiên mình comment vậy, kỳ quá luôn á chị. Ai mà mua hàng shop em nhiều là mình biết rồi, hàng như thế nào, chất lượng như thế nào. Đây, đây chị ơi, chị Ngát Hoàng ơi, đây chị muốn xem đây, em lấy cho mình xem luôn nè. Đây chị Ngát Hoàng, mình xem giùm em nè, chứ tự nhiên mình vô like của em đó, vô tự nhiên mình vô nhà người ta mà mình comment mình nói kỳ quá chị. Nè chị, mình nhìn cho em coi, mình comment vậy ý gì, hàng bên em mặc làm sao là giao như vậy nha. Không hết gì hết trơn nha cả nhà nha, không hết hết gì hết trơn nha. Đây các chị ơi, em lấy cho các chị xem luôn nè nha các chị nha, mặc làm sao là giao như vậy nha các chị. Mình nhìn cho em coi nè, có khác gì không ạ? Nếu như chị nào á mình không tin thì mình cứ đến shop mình mua, còn không các chị ơi, ai đã mua hàng shop em nhiều thì mình biết rồi, có những chị khách là gắn bó lâu năm, mua mấy trăm cái đồng người ta còn không nói gì nữa, đếm không xuể luôn, khách còn không nói gì. Đây tự nhiên mình vô mình comment vậy kỳ quá chị. Chị Ngát Hoàng ơi, rồi đây nha cả nhà ơi, mình nhìn giùm em nè, 1284 nha, hàng em mặc like làm sao là giao hàng y chang như vậy hết cho mình nha các chị. Rồi bây giờ nha, mẫu đầm em sale 139k rồi, tiếp tục em qua mẫu khác nha. Các chị ơi, 1231 nè, 1231 nè cả nhà, 1231 đầm này nha, em sale cho mình là chỉ có 79k. Và hàng bên em các chị lưu ý nè, chị nào muốn kiểm tra hàng em cho mình kiểm tra hàng luôn. Em bán đồ đều thì không bao giờ mà em dám cho mình kiểm tra hàng hết nha các chị nha, không bao giờ dám kiểm tra hàng. Và khi các chị ơi lưu giúp em nha, không những em cho mình kiểm hàng, và ví dụ hàng của mình ha, em vẫn khi giao hàng rồi em vẫn có trách nhiệm về đơn hàng của mình. Ví dụ mình cần hỗ trợ về đổi size hay là mình đổi mẫu gì đó, bên em vẫn hỗ trợ cho mình trong vòng 1 tuần nha cả nhà, chứ không phải giao hàng xong rồi hết trách nhiệm, không hề có nha cả nhà nha. Nên là chị nào mà mình chưa bao giờ mua hàng shop em thì mình cứ yên tâm tự tin mình đặt hàng nha. Rồi bây giờ nha, chứ mình đừng nghe lời chị Ngát Hoàng nha, tự nhiên chị vô mình chị comment như vậy em không hiểu luôn, ý chị là gì luôn á. Rồi chị Phạm Hiền, mình mua 15 cái rồi, không nói dóc đâu, hàng chuẩn chất lượng cao, giao hàng lại nhanh chóng nữa. Em cảm ơn chị Phạm Hiền rất là nhiều, ai mua hàng shop em nhiều mình biết rồi ha cả nhà nha.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng cho em luôn, mã với số điện thoại liền nha cả nhà ha. Tiếp tục nè. Tiếp tục nè, em lên xả hàng cho mình mẫu khác nè. Ưng mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em luôn nha, mã với số điện thoại cho em liền nha. Hàng này còn ít nên là em sẽ tặng luôn nha cả nhà ơi. Và bây giờ nè, các chị ơi, cái này em đang mặc size này là size 2X nè. Nhiều chị mình hỏi em chứ em ơi, hàng có đông giống như trên like không? Thì đây nè các chị ơi, nhiều khi các chị thấy mặc size M đúng không? Hôm nay em hết size M rồi, em mặc size lớn luôn cho các chị mình xem nè. Đó, à cái đầm này là cái size này là size XL nha cả nhà nha. Đó, không còn size nhỏ thì em lấy size lớn mặc thôi, không khác gì nhau hết trơn á. Y chang vậy thôi cả nhà ơi, chỉ khác là nó to hơn thôi. Và các chị ơi, size lớn nhưng mà em không tính phí tăng size như vậy nha. Không tính phí tăng size gì luôn. Rồi ngày hôm nay bột 1242 này, em sale tặng cho cả nhà mình luôn nha. 1242 em sale tặng cho mình với giá là 89k mẫu này. 89k mẫu này, chị nào lấy ra hàng sử dụng em nha. Shop bán hàng rất có tâm nha mọi người. Cảm ơn chị Liên Hanh rất là nhiều ạ. 128455kg hả chị? Rồi ok chị Trang nghe Diễm, để tí nữa mấy bạn kiểm tra còn sai không thì mấy bạn chốt cho mình. Chị Sóng Biển, shop này uy tín mấy bạn ơi, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị Sóng Biển nhiều. Rồi bây giờ nha các chị ha, chị nào mình lấy mẫu nào các chị mình cứ đặt hàng cho em luôn, mã hàng với số điện thoại nha. Rồi đây là DA1242 và cái này là em còn 2 size thôi nha các chị. Em còn 2 size cuối cùng, 1242. Rồi em chốt luôn là 89k. Một mẫu đầm mà viền ren và đóng nút ngọc trai xung quanh như thế này mà em sale có 89k thôi nha cả nhà. Và có túi luôn nha. Có túi luôn, sale có 89k. Chị nào lấy cứ đặt hàng cho em nha. Hai size cuối cùng, XL 2X. Trời ơi, các chị ơi, đầm này đẹp lắm luôn nha. Trời ơi, size L và size 2X. Bữa trước hình như có chị nào đặt cái này mà hết à ta? Bữa trước có chị nào ta, em quên rồi ta. Thôi kệ lỡ rồi, em sale nha. Tại vì nhiều chị khách đặt mà không có hàng luôn á, tự nhiên hôm nay lại sót kho cả nhà ơi. Sót kho lại, trời ơi, bữa khách hỏi luôn á. Thôi kệ, giờ lỡ rồi ha. Giờ em không còn nhớ chị nào nữa, thôi để em ấy luôn nha. Em sale luôn nha các chị. 119k. Tại em có hai cái thôi, em sale chi anh. Một cái size L với một cái L để em xem coi nhập kho chưa nhá. Nếu chưa nhập thì em nhập luôn. Mã này các chị ghi cho rồi chưa có nhập kho luôn nè. Nhập cho các chị mình luôn. Một cái size L và một cái size XL nha cả nhà ơi. Em sale tặng cho nhà mình giá 119. Nhớ là chia sẻ nha, bắt buộc phải có chia sẻ nha cả nhà. 119k. 119k thôi cả nhà ơi. Cái này ráng mình theo dõi rồi mình ưng mẫu nào mình gộp đơn thêm dùm em nha. Cái đầm này sao lỗ quá cả nhà ơi. Đó, ai mà chốt được mẫu này ráng gộp đơn thêm nha cả nhà. Có túi nè cả nhà ơi, cổ sơ mi nè, tay lỡ nè và tay là sánh lai lên rất đẹp luôn nha các chị. Còn đúng hai cái rồi các chị ơi, đúng hai cái 1279 XL và size L, mỗi size còn một cái, em sale tặng là giá 119k nè. Rồi lên đơn nhanh dùm em nha cả nhà ơi. Lên đơn lên nhanh dùm em, đẩy hình như có chị nào đặt rồi đúng không? Cái này nè, 79k 1231 nè. Em qua bên này luôn. Rồi, xong chưa các chị ơi? Tiếp tục nè. Một cái cuối cùng 1240 69k. 1240 69k mẫu đầm này cả nhà lên đơn liền giùm em nhé. Rồi, 69k 1240 đầm này 40kg đến 60kg vừa, chốt nhanh nha cả nhà. 1240 40kg đến 60kg vừa. 69k một cái cuối cùng chất tôn lụa nha các chị ha. Ai nhanh là được, ai chậm mất luôn. 1242 là đầm em đang mặc còn 2 size XL với 2X, sale tặng giá 89k. 89k mẫu đầm này chị nào lấy nhanh tay đặt hàng sớm giùm em. Nhanh lên nha cả nhà ơi. 1242 giá 89k. Rồi các chị ơi, 1278. Trời ơi nó đẹp quá các chị ơi. Maxi dài luôn nha. Túi luôn nè các chị, túi luôn nè, hai lớp nè, vải von hoa anh nhũ nè. Trời ơi đẹp quá chừng luôn. Còn đúng một cái cuối cùng, mã này các chị ghi cho em là 1278. Em báo giá nha. 1278 em sẽ sale còn 139 thôi. Đúng một cái cuối cùng cho chị nào nhanh tay. 1278. Đầm này chị nào mà size bình thường mặc size L hết XL, mặc cái mẫu size M vô tư luôn. Tại vì phần eo co giãn rất là nhiều, 40kg tầm 57kg thậm chí 60kg vẫn mặc vừa. 40kg tầm 57 hoặc 60kg vẫn vừa. 1278 giá 139k. 1278 nha cả nhà, 139k. Rồi lên đơn nhanh cho em nha cả nhà ơi.
Xong chưa các chị ơi, đầm em đang mặc 1242 là 89k. 1242 giá sẽ là 89k, chị nào mình ưng ý mẫu này, cố gắng mình lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ là em chịu hàng luôn. Nhanh tay nha các chị, 1242 89k còn XL với lại còn 2X nha cả nhà. Hai size cuối cùng sale luôn cho nhà mình ngày hôm nay với giá chỉ có giá là 89k sale này là sale yêu thương luôn cả nhà ơi. Rồi bây giờ nha, tiếp tục em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nè. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn hàng cho em nha. Mẫu tiếp theo em xả nhanh cho cả nhà nè. Mẫu này các chị ơi cố gắng lên đơn hàng sớm nha, tại vì cái này em không có nhiều, em xả luôn cho mình nè. 1274 các chị ơi lên mã luôn đi cả nhà, chuẩn bị sẵn số điện thoại luôn đi cả nhà ơi. Cái này là ai nha, là còn chậm mất hàng, tại vì cái này em gần hết rồi, còn mấy cái thôi nha. 1274 xả luôn nè. 1274 xả luôn nè, 139k mẫu này. 1274 xả hàng 139k nha. Có túi nè các chị ơi. Mình nhớ chia sẻ và comment tương tác nhiệt tình nha, để cái tin nhắn của mình nó không có bị ẩn nha cả nhà ha. Mẫu em đang mặc trên người là 1274 xả kho 139k. Vải lụa mango có co giãn cho mình và mặc rất là êm và mát, có túi luôn nha các chị ha. 139k mẫu đầm này quá rẻ luôn các chị ơi. Quá rẻ luôn nha. Rồi chị nào mình lấy lên đơn hàng liền. Rồi nhanh tay lên cả nhà, 1274 nha, 139k. Đủ size, như mỗi size còn mấy cái thôi. Sọc đen rồi, ok tí nữa em mặc sọc đen cho mình xem. Rồi chị Thu Minh 1274. Và bây giờ tiếp tục nha, em sẽ lên cho mình mẫu này nè. Các chị ơi, mẫu đầm này nha các chị yêu nha, em lên cho mình luôn. Chắc khỏi mặc đúng các chị, tại vì thực sự là cái này size XL nên là em mặc nó sẽ hơi bị rộng á. Nếu các chị muốn mặc thì comment cho em biết, còn không thì em sẽ cầm. 99k mẫu này các chị ơi, em còn cho mình hai size XL với 2X mã này, các chị ghi cho em là 1249. Còn đúng một cái XL. Ở đây cái nữa là 2. À thôi, một cái thôi đi. Rồi các chị ơi, một cái thôi, tại vì em không biết là một cái cho chắc đi, nếu ngày mai còn sót, nếu mà cái đầm này mà không soạn đơn thì em nhập thêm một cái XL nữa. Còn tạm thời bây giờ là còn một cái XL nha. Với lại là còn cho mình là 7 cái 2X, em sell 99k. Cái đầm này là hai size XL với 2X nha. XL với 2X 99k, 1249 kèm số điện thoại cho em ạ. 1249 và kèm số điện thoại, giá sẽ là 99k. Chốt nhanh đi cả nhà ơi, gần hết hàng rồi. Gần hết hàng rồi cả nhà ha. Rồi sọc đen ok, chị đợi em xíu tí nữa em mặc nha. Sọc đen hả chị? À em biết rồi, em thấy rồi. Các chị ơi, mẫu này 1286 139k nè. Size 2XL nha. Rồi các chị ơi, đây nè, 1249 em có cho mình một cái XL và em còn cho mình 7 cái 2X, em xả hàng là 99k, gần hết rồi nha các chị ơi, cháy hàng rồi. Túi hai bên luôn, vải lụa mango mặc rất là mát nha. Rồi chia sẻ like và chốt đơn liền dùm em nha. Và nhớ mình gộp đơn hàng. Nè các chị ơi, hàng em mặc like làm sao là em giao hàng y chang như vậy nha. Ý ở đây XL nè. XL. Thêm cái XL ở đây nữa, vậy là hai cái đi. Rồi thêm một cái nữa nha cả nhà. Vậy là được hai cái XL nè. Còn lại là size 2X 7 cái. Size L ok chị, size M size L tí nữa em mặc luôn. Đây các chị ơi, đẹp chưa nè các chị. Rồi 99k một hàng mới luôn nha cả nhà ơi. Hàng mới luôn cho các chị mình luôn á. 99k thôi, ai lấy mình lên đơn liền gấp dùm em nha. Cái nệm sau lỗ vốn nên là nhớ chia sẻ nha. 1249 và kèm số điện thoại 99k, XL và 2X nha cả nhà. Size XL với lại 2X 99k, chốt nhanh luôn nha các chị. Rồi đầm em đang mặc 1274 này đủ size luôn nè cả nhà. ML, XL, 2X em đều có hết. Và em sale cho mình ngày hôm nay là 139k. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em, shop này bán hàng chuẩn mặt. Cảm ơn chị Mỹ Thuận rất là nhiều. Đây nè cả nhà ơi, mặc like làm sao làm giao hàng y chang như vậy hết, mình yên tâm nha cả nhà. Nếu mà chị nào mà mua hàng shop em nhiều, mình biết rồi. Mình quá biết rồi đúng không các chị ha. Đó. Đây nè cả nhà ơi. Đây các chị ơi, cái này là size 2X nè các chị. Đây, các chị mình nhìn dùm em, cổ là cổ đắp chéo. Lúc mà em mới giao em sẽ chưa có may sẵn cho mình cái đường cổ này đâu nha. Khi mà các chị thích cổ mình cao tới đâu thì mình về mình đính chỉ lại cho em nha cả nhà. Giống như ở đây em đính chỉ tới đây, nhưng mà nếu chị nào thích cao hơn thì mình vẫn có thể là mình đính chỉ cao hơn nha cả nhà. Đó, các chị mình lưu giúp em nha. Cổ này là cổ đắp chéo chứ không phải là cổ V đâu nha. Cái này em chưa có may liền nên mình yên tâm. Tại nhiều chị mình cứ sợ là cổ tới đây, có nhiều chị thì thích cổ cao hơn cơ, thì mình về mình đính chỉ cao hơn cho em nha. Em chưa có may đâu nha cả nhà ơi, về mình đính chỉ cho em là 1274 nha. Rồi em sale cho mình là 139k.
139k, đầm này có túi nha các chị ơi, vải này mặc mát, cực kỳ mát luôn á. Rồi chốt liền nha các chị ơi, 139k, mã này là 1274, có co giãn chị ơi. Đây có co giãn cho mình nên là khi các chị mặc dễ chịu, 2X có thể là eo 80 á. Đâu để em thử đo coi, đầm này 2X là có thể eo eo 84, 86 chịu xuống vẫn vừa, em 84, 86 chịu xuống vẫn vừa đối với size 2X luôn. Rồi 139k mẫu đầm này đủ size nhưng mà rất ít nha cả nhà ơi. 139k chị nào lấy nhanh tay đặt hàng liền. Mình nhớ chia sẻ like và mình bấm nút theo dõi trang giúp em nha cả nhà ha. 139k, 139k thôi các chị ơi. Rồi bây giờ em qua cái đầm sọc đen cho các chị nhé. Ai lấy mẫu này cứ đặt cho em là 1274 và kèm số điện thoại liền, em chuyển hàng luôn nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè các chị ơi, qua mẫu đầm tiếp theo nha. Qua mẫu đầm tiếp theo cho các chị mình đây. Mẫu nào các chị lên đơn, ngày hôm nay sale nhiều lắm cả nhà ơi. Các chị cứ từ từ theo dõi đi, rất là nhiều đầm giá sốc luôn á. Rồi mẫu đầm tiếp theo có ở đây là, nãy có chị kêu lên đầm sọc màu đen nè. Đầm sọc màu đen này là em đang có cho mình là đủ size MLXL với lại 2X nha. Đầm này đặc biệt là nó sẽ có một cái sợi dây rời. Nó sẽ có một cái sợi dây rời như thế này nè các chị. Các chị nào mà mình thích cột trước cột sau tỉ mình. Rồi đầm này nha, thật sự luôn cái chất nó xịn lắm luôn cả nhà. Đây là vải thun Mỹ, nó dày dặn mà nó không có bị nhăn nhầu. Đồng thời nó có co giãn cho mình là 4 chiều luôn. Mã này các chị mình ghi cho em là 1291 và kèm cho em xin hỏi liền nè. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình nha, 179k mẫu đầm này thôi. Dạ, 1274 là size 2XL, 84-86 chữ xuống vẫn vừa nha chị Đỗ Trang nha. Mã đầm em đang mặc trên người đây, các chị mình ghi cho em nè, 1291 và kèm cho em xin hỏi nè. Em sale luôn với giá chị có là 179.000 đồng, quá rẻ luôn các chị ơi, chất bao xịn nha, vải này dày dặn mà không có phải bị nhăn nhầu. Mẫu 286 E84-86 chịu xuống vừa luôn nha chị Lê Thị Hà ơi. Rồi phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình nè. Trời ơi, cái đầm này mình tháo dây ra mà cũng đẹp nữa nè. Đó, tháo dây ra mà cũng đẹp mà cột dây, cột trước cột sau tùy ý mình luôn nha. Đầm này đi làm, đi tiệc, đi chơi, đi đâu mà cũng ok hết luôn nha các chị ha. Sale luôn trên line này giá 179k. Chốt liền nha các chị ơi, 179k nha. Rồi em lên sale tặng nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi, trời ơi các chị ơi, hôm nay mà chị nào không săn được là hơi bị tiếc luôn nè. 99k em đầm này nha cả nhà. Cái đầm này là tại vì á, em còn sót kho là do là đợt trước là sản đơn hết rồi nhưng mà quên chưa nhập số lượng cái đầm mặt line nè. Cái đầm này là cái đầm mặt line luôn, và đây là cái size M nên là còn sót một cái coi như em sale luôn, tặng cho các chị giá 99k nha cả nhà. Sót kho lại đúng một cái thôi. Có túi nha, có túi cho mình luôn. Rồi chia sẻ chưa cả nhà ơi, đây nè túi nè, túi nè, và may là hai lớp nè. Đầm này bình thường ai mặc size L thì mặc cái đầm này size M vẫn vừa nha, tại vì form của nó dạng form suông chữ A. Rồi 99k em đầm này, cả nhà ghi mã cho em là, mã này là mã gì ta, mã này là mã gì ta, cho em một xíu, hình như là, rồi để xem coi, 1225 nha cả nhà ơi, 1225 nha. Rồi chốt luôn các chị ơi, 1225, 99k. Ai chia sẻ là có đơn, ai chia sẻ là có đơn với là gộp đơn hàng giúp em nếu mà đã chốt được cái đầm này nha. Mình nhớ là gộp đơn giùm em, tại vì một cái này em lỗ lắm, em không có giao được. Thì mình ráng theo dõi còn mẫu nào mình ưng nữa không để gộp đơn đi cùng một lượt giúp em nhá. Quá đẹp luôn, đầm này bình thường mua là hạ rẻ nhất là 399, bây giờ chốt luôn có 99k các chị. Rồi bây giờ đầm em đang mặc chị nào lấy lên đơn, mã này các chị ghi cho em là 1291 nha. 1291 đầm này em chốt sale luôn trên line này cho các chị mình là giá chỉ có là 179k. Sọc đen này cả nhà ghi cho em là 1291 ạ. 1291 kèm số điện thoại, em sale còn có 179 nè cả nhà. Em sale còn có 179 thôi, chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. Rồi chia sẻ like dùm em liền nha cả nhà ơi. 1291 và kèm cho em xin hỏi, em sale là giá chỉ có 179k. 179k vải thun Mỹ nha. Vải thun Mỹ có co giãn. À còn một màu trắng nữa, quên chưa lấy cho các chị xem. Đây màu trắng nè, đây lấy cái xem mờ đi. Đây các chị nào màu trắng nè. Màu trắng cả nhà ghi cho em là 1301 nhá. Màu trắng là 1301, còn màu đen là 1291. Tổng em có hai màu. Màu trắng nó có hàng nút màu đen thì không nhá. Rồi em sale luôn cho mình là giá chỉ có là
179k, 179k thôi cả nhà ơi, chốt đơn liền cho em nha. 179k, bình thường các chị mua đầm này bây giờ hết chương trình sale mình mua là 299. Còn riêng trên line này cả nhà được chốt luôn với giá là 179k nè. 1291 là màu đen, 1301 là màu trắng. Hai mẫu này tổng sale ngày hôm nay với giá 179k. Hàng còn rất là ít luôn nên là nếu như chị nào đặt chậm là có thể sẽ hết hàng đó cả nhà. Có thể sẽ hết hàng hết size. Nên là các chị cố gắng đặt ngay bây giờ dùm em nhá. Chúng tôi hết là hơi bị tiếc luôn. Tại vì đầm này đẹp lắm. Vải dày dặn mà nó co giãn này, nó êm lắm. Từ cái mặt trong này thôi là mặt rất là đã rồi. Màu trắng này cả nhà, dày dặn không có bị hở đâu nha cả nhà. Không có bị xuyên thấu đâu nha các chị, mình yên tâm luôn. Nhưng mà mặt vẫn đảm bảo cho mình dày nhưng mà mát nha các chị. Rồi ok, chị Diệp Trần em lên đơn nha. Các chị mình ưng mẫu nào cứ đặt hàng cho em ạ. 1301 là màu trắng, 1291 là màu đen. Sale với giá là 179k thôi nha các chị ơi, 179k. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình cố gắng lên đơn hàng liền dùm em luôn ngay lúc này nha các chị ơi. Đừng đặt trễ quá, nó hết thì rất là uổng luôn. DA1291 là màu trắng, 1291 là màu đen. 1291 là màu đen nha cả nhà ơi. Còn 1301 là màu trắng rồi, nhanh tay lên nào cả nhà ơi. Chốt sale liền luôn nha cả nhà, đừng bỏ lỡ nha. 1291 màu đen, 1301 màu trắng, dây là dây rồi. Cái chị tháo ra được, cái chị mặc không cũng đẹp rồi. Nhưng ai thích tạo điểm nhấn thì mình cột cái dây vô thôi nha cả nhà ha. Vải thun Mỹ này em đảm bảo cho các chị là thứ nhất là sẽ là không có hề bị nhăn nhầu và nó sẽ co giãn coi như là 4 chiều cho mình luôn. Rồi dày dặn nhưng mà mềm êm và mát cho các chị mình nha. 1301 trắng, 1291 là màu đen. Đầm này bình thường mà các chị mua là 299 và trong line này mình được chốt luôn là 179k. 179k chỉ có hiệu lực ngay lúc này thôi nên là các chị lên đơn hàng liền cho em luôn nhé. 1291 đen, 1301 màu trắng. Rồi ok, chị Trúc Minh chốt đơn này, chị Ngọc Châu ok nè. Các chị ơi lên đơn liền cho em nha, đừng quên nhấn theo dõi trang và chia sẻ like giúp em nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi, nhanh tay lên nha các chị, kiểu hết hàng nè. Hôm nay sale quá rẻ luôn, sập sàn luôn các chị. 1301 trắng, 1291 là màu đen nha. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ai lấy mẫu này nhanh tay nào các chị, quá đẹp luôn. Vải dày dặn mà êm mà mặc mát cho các chị mình nha. Đây các chị mình nhìn nè, em test vải cho mình xem nè, nó co dễ nè. Rồi sọc trắng là 1301 chị ơi, còn sọc đen là 1291 nha chị Mỹ Thuận nha. Rồi mặc sọc cổ vest hả chị? Rồi ok, tí nữa em sẽ mặc sau cho mình xem luôn nha. Rồi các chị ơi xong chưa ạ? 1291 màu đen, 1301 là màu trắng nha cả nhà ơi. Quá đẹp luôn các chị ơi, xem này là sập sàn. Sale quá rẻ luôn á. Ai lấy mẫu nào thì các chị comment cho em luôn, làm mã hàng với số điện thoại liền để chốt đơn hàng cho các chị mình luôn nha. Rồi bây giờ mặc cái đầm caro cổ vest cho các chị mình xem ha. Rồi chị nào mình nhanh ưng mẫu nào các chị nhanh tay lên kẹo hết nha cả nhà ơi. Vải đẹp lắm cả nhà. Còn cái mẫu đầm này em có đủ size chị ơi, các chị cứ đặt đi rồi mấy bạn sẽ chốt đơn hàng cho mình nha. Xong chưa các chị ơi, bây giờ em sẽ lên mẫu khác được chưa ạ? Mặc đỏ đô hả chị? Rồi ok chị, sọc mặc caro xong rồi em sẽ mặc đỏ đô cho chị xem luôn nhé. Rồi chờ em một xíu nha, em lên đầm caro nhé. Em lên đầm caro. Caro này là vải lụa nhập nên là vải lụa Thái nha cả nhà ơi. Chất lụa Thái này các chị mặc nó mướt lắm các chị, nó mướt và nó mát, co giãn luôn. Vẫn đảm bảo có co giãn luôn này, khi các chị mặc nó thoải mái nha. Để em vài giây mặc lên cho các chị xem đây. Chốt liền tay nha cả nhà ơi, trong thôi là hết ngay nha. Bây giờ em lên cho mình nè. Đầm này là cổ vest luôn, có túi nè các chị, túi này đựng vừa điện thoại luôn. Và đầu tư cho mình là nguyên một dàn nút phía đằng trước này luôn nè các chị ơi. Mã này các chị ghi cho em là DA1324. Và hôm nay các chị ơi mình nghe giá nè, 159k là giá sale cho các chị ngày hôm nay luôn. Quá rẻ luôn các chị ơi, hết chương trình đầm này các chị mua là 259k. Còn nếu đặt ngay bây giờ là sẽ được giảm ngay cho mình 100.000 đồng xuống chỉ còn là 159 thôi nha. 159k mẫu đầm này. Vải này các chị ơi, nó có co giãn nè. Đó, không nhăn nhầu, sờ lên rất là mướt tay luôn, êm lắm. Đầm này nha, em sale cho mình ngày hôm nay chỉ có giá là 159k. Tính ra cái đầm này là em chưa có ủ luôn cả nhà. Cái đầm này em đang mặc đây là cái này là cái form, cái đầm này là size L đây nè các chị. Đó, em mặc có hơi rộng nè, em đang mặc size L đó các chị, chưa có ủi luôn á. Biết làm sao dây khóa kéo nè.
Em mặc size L nó hơi rộng xíu nên em kẹp lại nhá. Dạ, đầm này có size lớn nhất là 2X nha chị Mỹ Thuận ơi. Đầm này em có cho mình đủ size ML, XL và 2X cho các chị. 1324 ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho cả nhà mình là giá chỉ có là 159. Ủa, hết 2X luôn rồi. Hết 2X luôn rồi sao ta? Thôi các chị cứ đặt đi. Các chị cứ đặt đi, ngày mai em kêu mấy bạn kho kiểm kho lại xem còn sót cái nào không. Cả nhà cứ đặt đi nha, tại vì hình xuân nhiều khi còn sót một cái hai cái gì trên kho mà mấy bạn chưa có kịp cập nhật ấy, thì các chị cứ đặt rồi mấy bạn chốt sau cũng được. Rồi 1324 nha cả nhà ơi, sale luôn trên line này với giá chỉ có là 159k một đầm này. 159k thôi nha cả nhà ơi, vậy nên nó có co giãn nha. Vậy này nó có co giãn không thì cái chị hết 2X giảm xuống size XL mà cũng được, tại vì có co giãn mà cả nhà. Vậy này nó có co giãn mà nên là cũng dễ mặc ha. 1324 giảm sale là 159k, 159k chị Anna Lê, ok chị luôn nha. Rồi size lớn nhất hả chị? Có gì mình cho em cái vòng eo luôn chị Mỹ Thuận nha, để mấy bạn tư vấn dễ hơn cho mình nha. 1324 đầm này em chốt là 159k. 159k thôi nha cả nhà ơi, lên đơn liền rồi, cái này cho em mặc nhanh đi nha, chứ nó gần cháy hàng rồi các chị ơi. Rồi em qua cái đầm một đạo đô nha, nãy có chị kêu mặc đầm đạo đô nè. 1324, để có gì ngày mai mấy bạn kiểm kho lại còn sót cái nào sai 2X á, mấy bạn chốt cho mình luôn nha cả nhà. 1324 cho chị, chốt cho chị đời là thế luôn. 1324 cho chị Ngọc Nhi luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, cái này sale quá rẻ, hết chương trình mình mua là 259, còn đặt ngay bây giờ sẽ được chốt là 159k. Tức nghĩa là các chị đang được giảm 100.000 đồng luôn các chị ơi. Size S em không có được, cái này mình mặc size M là được rồi chị Kim Lan Lê ơi. Bình thường cái form của em á là em mặc size em 62 á, đáng lẽ em mặc size mà size S, nhưng mà shop không có size S, em mặc size M vẫn ok. Và cái này là thật sự là em mặc size L luôn á, nên nó với rộng vậy đó các chị. Em mặc size L nó với rộng vậy đó. Rồi đây các chị ơi, phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình luôn nha. Rồi em chốt luôn 159k 1324 chị Hoàng Hoa. Cho em thêm số điện thoại luôn chị Hoàng Hoa nha. Xem hoa nhí phía sau. Ok chị, cái này cũng là mẫu mới luôn á chị ơi. Đợi em xíu em mặc nha, để mặc cái đầm đỏ cái đã ha. Rồi bây giờ em qua nhanh mẫu này được chưa ạ? 1324 chị nào ưng đặt liền, nếu đặt ngay bây giờ sẽ được giảm ngay 100.000 xuống còn 159k thôi nha. 1324 và kèm cho em số điện thoại luôn nha các chị ơi. Tiếp tục em qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nè. Chia sẻ like liền dùm em luôn trên tường nhà và vào nhóm nha cả nhà. Mẫu tiếp theo đây các chị ơi, đỏ đô. Trời ơi, em nói thiệt các chị, nếu mà chị nào á mà mình ưng cái mẫu đầm này á, các chị nên đặt luôn ngày hôm nay nha các chị ơi. Cái siêu phẩm này nè, cái chị nó đẹp từ cái chất cho đến cái form đầm luôn các chị ơi. Cái vải này nè, nó xịn lắm luôn. Đây là lụa măng tô nha các chị nha. Cái lụa măng tô này nè, nó có cái độ ống mờ mờ, nhìn ở ngoài thực tế sang, cực kỳ sang. Và cái chất nó mướt cực kỳ luôn nha. Nó mướt và nó mát nè. Nó có co giãn nè cả nhà, nó có co giãn nhẹ nè. Và đặc biệt là nó không nhăn nhầu. Cả nhà cứ để ý cho em cái phần tay này nè. Lúc mà em hay là gập tay này lại đúng không, thì các chị cứ nhìn kỹ cho em nha. Nè cả nhà thấy không, nó không có nhanh, cái vải này hoàn toàn không có nhanh nha cả nhà nha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em 1347 đầm này. Đầm này sale trên line nha, giá gốc 450 sale còn 299k. Chất này bao xịn luôn, vải này vải cao cấp nha các chị. Và đây là form đuôi cá, cái này các chị bước đi rất là đẹp, hoặc các chị ngồi cái tà váy rất là đẹp luôn cả nhà. Mình nhìn cho em nè, sang cực kỳ luôn đó cả nhà ơi. 1347 đúng một màu duy nhất luôn nha cả nhà. Và sale trên line là 299k. 299k mẫu đầm này ạ. Mẫu sọc hả chị? Caro hay sao chị ơi? 1324 thì em còn tạm thời chị ơi, tạm thời là trên hệ thống nó hết size 2X. Tạm thời trên hệ thống hết 2X, nhưng mà các chị cứ comment, các chị cứ đặt đi. Để ngày mai á, để ngày mai á, hoặc là tối nay nha, em like xong em lên com kiểm lại coi còn sót cái nào 2X, em nhập số lượng chốt cho các chị. Tại vì nhiều khi á, nhiều khi hôm nay hết tự nhiên hôm ngày hôm sau lại có. Nên là các chị mình cứ ưng thì mình cứ đặt trước đi nha, cho nó chắc cả nhà. Đây là 1324. Còn không các chị chắc hơn nữa thì các chị giảm xuống size L, tại vải này nó có co giãn nha. Vải này nó có co giãn. Size XL là em nó 78 đến tầm 80-82, mặc vẫn vừa size XL nha cả nhà. Nếu ai mà không có 2X mình muốn chốt liền luôn á, thì các chị đặt luôn size XL. 1324 nha, em sale giá là 159k. Đó. Còn cái sọc đen kia là 1291 vẫn đủ size nhá. 1291 vẫn đủ size, sale 179.
Phải, đẹp lắm. 1347, ok chị Mỹ Thuật, em lên đơn nè. Rồi, đầm này là 1347 nha cả nhà ơi. Ok chị Trang Diễm, em lên đơn hàng cho chị luôn nè. Rồi ok chị Trần Ngân, 1347 nè. Trời ơi, xuất sắc thực sự luôn các chị ơi. Cái form đầm nè. Em nói thiệt các chị ơi, đặc biệt là cái tà đuôi cá này em cực kỳ mê luôn cả nhà nè các chị. Khi mà mình bước đi các chị, cái tà váy này nè, trời nó sang ơi là sang. Mà khi cái mình thử nghĩ là mình tưởng tượng mình ngồi cái đầm này mà mình ngồi mình bắt chân lên coi các chị ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn cái tà luôn các chị ơi nè. Nút nè các chị, nút này là nút xịn luôn, nếu một dàn nút cho các chị mình luôn. Và cái tông màu đỏ đô này là không hề kén da, không hề kén tuổi luôn nha. 1347 giá gốc 450, đặt trên line này em sale là 299. 299k mẫu đầm này nha cả nhà. Sang ơi là sang luôn các chị ơi. Sang ơi là sang luôn. DA1347 nhanh tay mình lên đơn liền nha. Đó các chị ơi, eo em 62 này mà xem mở hơi rộng nha các chị. Em 62 mặc hơi rộng á, chứ các chị mặc em chắc chắn là các chị mặc đẹp hơn em rất nhiều luôn. Đây em bóp eo lại mình xem nè. Rồi ok chị Tiền Mai nha. Rồi DA1347, 1347 giá gốc là 450, các chị săn ngay bây giờ sẽ được chốt là 299k. 299k mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay mình lên đơn luôn. Trời ơi đẹp mê ly luôn các chị ơi. Đẹp mê ly luôn. Ok chị Tuyền Mai luôn ạ. À. Rồi bây giờ chị nào mình lấy nhanh tay nha cả nhà. Nếu mà chị nào thích tay lỡ thì các chị sánh lên thôi. Cái tay này bên em may cái form tay nó cũng vừa phải, dễ mặc, mình có thể sánh lên được luôn nhá. Chứ không có bị khóa, không có bị khó chịu, không bị chật chội đâu. DA1347. Ở đây em phối thêm cái dây đai vô cho các chị xem. Đai không có kèm đầm, cái này em phối thử thôi nha cả nhà. Để cho mình xem thôi, chị nào nhà mình có dây đai mình phối vô. Trời ơi, cái chị ơi xuất sắc, đi tiệc nè, đi làm nè, đi chơi nè, đi dạo phố nè. Đặc biệt là các chị ơi, sắp tới là Tết rồi. Tết các chị mặc cái đầm này mặc Tết là đúng đẹp luôn cả nhà. Rồi đó, phối thêm một cái dây đai vô cũng rất là sang. 1347 nha cả nhà ơi. Giá gốc của nó là 450. Và trên line này em sale luôn cho mình, giá chỉ có 299k nha. Ok chị Thúy An, em lên đơn hàng cho chị luôn. Mỗi em đang mặc trên người các chị mình lên đơn cho em nha. 1347 và kèm xin hỏi nào. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình với giá chỉ có là 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này, chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nha. Chị Thiên Hướng ơi, chị tí nữa đi, còn nhiều lắm chị, còn nhiều lắm, mình cứ từ từ sang sale tí nữa những cái mẫu trên người. 1347, ok chị Lương Phạm chốt đơn. Chị Thiên Hướng ơi, tí nữa mà chị, nếu mà mình vào trễ mình chưa kịp xem, tí nữa mình xem lại live vẫn thấy nha. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm này nha, mã này là DA1347, giá ngày hôm nay em chốt sale luôn với giá là chỉ có 299k. 299k mẫu đầm này. Và anh này là lụa măng tô hàng cao cấp luôn, mềm mịn êm và mát, có co giãn cho các chị mình luôn. Chất em bao đẹp luôn các chị ơi, không đẹp không lấy tiền, em nói thiệt luôn. Em chắc chắn các chị sẽ nhận được hàng, các chị sẽ không nghĩ rằng mà mình nhận được đầm mà vải đẹp như vậy luôn á các chị. Trời ơi, cái chất này em hơi bị ghiền cả nhà. Em hơi bị ghiền chất này luôn các chị. Đã lắm luôn các chị ơi. Không hề nhăn nhầu nha các chị. Các chị thấy cái tay không? Mình hay phải gập cái tay này lại lắm nhưng mà không có bị nhăn luôn nha. Chất bao mềm bao mát luôn, mướt cực kỳ luôn nha. Rồi em sale luôn cho mình, giá là 299k. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em 1347 kèm xin hỏi nha. Sọc nâu, sọc nâu hả chị? Cái này á hả chị? Cái này là dung chị ơi, em sale luôn 69k cho nhà mình nha. Dung này 1280, mã này là 1280, hiện tại là em còn cho mình là size L, XL với 2X, em còn 3 size và mũ xanh, còn có mấy cái đếm trên đầu ngón tay thôi. Và em sẽ sale tặng luôn giá 69k, 69 là không đủ tiền vải đâu cả nhà. Chị luôn á, chị nào mà chị nào buôn bán cái chị mua, cái chị nào buôn bán cái chị sẽ biết cái mẫu đầm này á. Ví dụ như ai mà mua xỉ đi, không, thực sự là giá 69k rẻ hơn giá xỉ luôn các chị. Và giá này là thậm chí là rẻ hơn giá sản xuất. 69k đủ tiền vải luôn. Mà cái này em may 2 lớp, có túi luôn, và cái này may dài chứ đâu phải may ngắn được các chị. Nhưng lý do hôm nay nha, tại vì cái form này nó hơi nhỏ nên em buộc lòng em xả luôn giá 69k. Coi như là sale tương tác thôi chứ không phải lấy lời. Rồi chị nào lấy đặt hàng cho em 1280. 1280 sale 69k. 1280 còn cho mình sale L, XL với 2X giá 69k nha cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng sớm giúp em. Chị Xuân Lê từ từ đợi em nha chị nha. Rồi các chị ơi, 69k mẫu này nha. 69k, mã này các chị ghi 1280 kèm số điện thoại, quá rẻ. Và nếu mà
Form bình thường các chị mặc size nào thì đối với Zoom các chị tăng lên cho em một size hoặc hai size nhé. Tăng lên cho em một size hoặc hai size nha để vừa nha, tại form này nhỏ như vậy nha. 69k thôi. Rồi. Bây giờ nha. Zoom chị ơi mình ghi cho em 1280 chị Mỹ Thuật nha, tại vì Zoom em có mặc 3 mẫu Zoom lận á. 3 mẫu Zoom lận á cả nhà ơi. Nếu mà chị nào muốn xem Zoom thì đợi em một xíu nhanh lên cho mình thêm. Rồi mẫu tiếp theo nha các chị ơi. Chờ em xíu, nãy có chị hỏi là đầm hoa nhí nè. Giờ em sẽ mặc lên đầm hoa nhí cho các chị xem luôn đây. Ôi cái đầm hoa nhí này rất là đẹp này các chị ơi. Hôm nay em chốt nhanh cho cả nhà mình nha. Rồi chốt nhanh luôn. Quá đẹp luôn, xuất sắc thực sự. Các chị nè, bữa giờ là hiếm hàng hoa nhí lắm. Giờ có cái mẫu đầm này nên nó đi nhanh quá chừng nhanh luôn á. Và lưu ý giúp em là nó có thể hết hàng bất cứ lúc nào nha các chị. Đó, đồ bộ hả chị có luôn chị ơi, tí nữa em sẽ lên luôn. Mã này các chị ghi cho em là 1338 phạm sale luôn trên line này chị có 299k, có túi nè, dây khóa kéo đằng sau đẹp vải lụa manto có co giãn trời rất là đẹp luôn. 450 sale có 299k. Mình ghi cho em 1338 kèm số điện thoại nha. 1338 kèm số điện thoại. Mẫu này là 1280 giá 69k, cả nhà cứ lên đơn hàng cho em nha. Rồi, em sẽ tặng cho mình mẫu này nè các chị ơi. Các chị ơi, tiếp tục 99k nãy giờ mình chia sẻ chưa ạ? Nếu chưa chia sẻ là chia sẻ liền nha. Rồi. Rồi, chị Kỳ Trâm là 1280. Ok chị, mình các chị lưu ý là Zoom là mình nhớ tăng size, bình thường mình mặc size nào mình tăng lên cho em một size hoặc hai size. Rồi cả nhà ơi, em còn sót lại một cái đầm này là cái đầm mà em mặc like á, còn size M một cái duy nhất nên là em sẽ tặng luôn là giá 99k. 99k mẫu này nha, và mình nhớ là chia sẻ với gộp đơn nha, tại vì sản phẩm này là lỗ vốn rồi nha cả nhà. Mã này là DA1226 nha các chị yêu nha. Chia sẻ vào gộp đơn, chia sẻ vào gộp đơn giùm em, giá sao là 99k. 99k. Ai mà mặc size L ấy, thì mẫu này các chị mặc size M vẫn vừa, tại vì cơ bản là cái form của nó dạng như form chữ A, form suông suông chữ A đó cả nhà. Có cái dây cột eo nè, eo tới đâu mình cột tới đó vô nè. Trời ơi, hàng rất chất lượng, đúng một cái cuối cùng. Em sale 99, mã các chị ghi nè. Mã các chị ghi nè, 1226. 1226 99k đúng một cái cuối cùng. Size M 1226 đúng một cái cuối cùng size M. Rồi chốt liền nha, có túi nha cả nhà. Có túi hai bên cho các chị mình luôn, phải cao cấp nha. Bình thường mua đầm này là 399k. Bây giờ sale luôn tặng cho mình là 99k đúng một cái thôi nha. Đúng một cái thôi đó. Rồi, bây giờ nha các chị ơi, trở lại với mẫu đầm này. À thôi để em lên thêm một cái mẫu đồ bộ đi. Đồ bộ em sale cho mình luôn đi. Nè các chị ơi, nếu mà chị nào thích đồ bộ em có bộ này em dơ nhanh luôn nha, tại vì còn vài bộ thôi em xả luôn nè. Tặng cho các chị mình luôn 69k. 69k nha cả nhà. Rồi các chị ơi nhớ chia sẻ like, tại vì những cái hàng này là em sẽ ưu tiên ai chia sẻ em chốt nha. Túi hai bên. Lưng thun tầm khoảng là bạn là 3-4 xăng gì đó cả nhà, chứ không phải may thun chỉ đâu. May thun xịn luôn nè, dày dặn luôn nè. Đó. Áo này, áo dạng free size có nút nè. Ai mặc size L thì giảm xuống size M mặc vẫn vừa. Em còn size M thôi, nhưng mà chị nào mặc size L thì lấy size M mặc luôn nha cả nhà. 1239 em sale tặng là giá 69k. Đúng, à, em còn có vài bộ thôi. Em còn có vài bộ thôi nha cả nhà ơi. Em sale là giá là 69k bộ này. Quần lửng nha cả nhà ơi. Quần lửng và áo dạng áo resize về này, các chị mặc ở nhà rất là thoải mái. Và cái chất nó mát lắm không có nhăn. 1239 giá sale 69k. Còn vài bộ thôi, chị nào ơn cứ đặt hàng cho em. 1239 69k nha cả nhà. 69k bộ này nha các chị, vải này mát lắm luôn cả nhà, mát rửa rửa luôn á. Mà tại vì em còn vài bộ size M thôi, em xả luôn 69k cho các chị. Các chị ghi cho em là 1239 nha. 1239 còn size M. 1239 còn size M sale tặng giá 69k. Rồi trở lại với đầm em đang mặc đây các chị ơi. DA1338 thực sự với mẫu đầm này mà các chị mình chấp mình đặt hàng trễ quá em nghĩ nó sẽ hết xa á cả nhà. Tại vì bữa giờ là cái mẫu này đi hàng quá nhiều rồi và giờ tại kho em còn ít lắm. Đây là 1338. 1338 giá gốc nó 450 và trong line này mình được săn sale là còn có 299 thôi. Cả nhà nhìn cho em nè, họa tiết hoa nhí rất là đẹp luôn nha. Và form lên là cực kỳ chuẩn form, dây khóa kéo là phía đằng sau cho mình nè. Vải này nó có co giãn luôn. Trời ơi các chị ơi, êm lắm luôn nha. Và mặt nó mát, mặt nó mát lắm. Ở đây hà eo là hà eo ngang của chợ tay. Đây là em mặc còn rộng á, eo em 62. Chứ các chị mặc vừa form á, còn đẹp hơn em rất là nhiều luôn. Để em kẹp bớt lại mình xem nè. Rồi, bây giờ 1338 nha. Chị nào mình lấy cứ lên đơn luôn.
sơ mi này các chị mặc đi làm nè, mặc đi tiệc đi chơi đều được ha. Chốt ngay bây giờ cho mình luôn, chỉ có 299k. Form này rất là dễ mặc, ai cao ai thấp mình mặc được hết. 1338 kèm số điện thoại. Và bây giờ nếu nói về hoa nhí chỉ có một mình mẫu này thôi. Một mình mẫu này thôi nha cả nhà ơi, những cái mẫu khác hoa nhí nè ra mắt sản phẩm chỉ có tầm cũng mấy ngày là cháy hàng hết trơn nè, nên là các chị cố gắng lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em. DA1338 và kèm số điện thoại liền nha cả nhà ơi. 1338 kèm số điện thoại. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Chị Mỹ Thuận ơi, mẫu đó thì em không có size lớn chị nha. Mẫu đó 1239 này em chỉ cần cái size nhỏ size M thôi. Rồi ok chị Thúy Trang em chút đơn nè. 1338 đồng em đang mặc nha cả nhà ơi. 1338 đồng em đang mặc trên người. 4 size cho mình lựa chọn luôn, M, L, XL với lại 2X nè. Trời ơi đẹp chưa? Xuất sắc thực sự. Cái chị ơi form nó lên rất là chuẩn form luôn nha cả nhà. Đầm này chị nào có bụng là che bụng hoàn toàn luôn. 1338 cả nhà cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. Sale luôn với giá chỉ có là 299k mẫu đầm này thôi. 299k mẫu đầm này, ai lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em. Đồ bộ size lớn này chị, rồi tí nữa em sẽ lên sau đồ bộ size lớn cho mình nha chị ha. Đợi em xíu nha. Rồi mã đầm này các chị ghi cho em là 1338 kèm số điện thoại. Ngày hôm nay em chốt sale luôn là 299.000 đồng, chất siêu đẹp luôn. Chị Hương Giang 1338 ok chị. Form chữ em có, chị Mỹ Thuận ơi tí nữa em mặc nha. Rồi đây các chị nhìn cho em là phải có co giãn nè và không có bị nhăn nhầu luôn. Đó ở đây em cao 1m62, form này là vừa mình che đầu gối nè các chị ha. Ai cao ai thấp mình mặc được hết luôn. 1338 và kèm số điện thoại cho em luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi. Rồi ok chị Katesu nè. Zoom sọc tím là 1280 chị nha. Đồ bộ vừa nãy là 1239 chị kỳ cho em, còn xem 1338 chút chị Dương nè. 1338 là đầm em đang mặc, cả nhà cứ lên đơn cho em nha. 1338 kèm điện thoại. Trời ơi. Xuất sắc quá hát đó chị ơi. Không chê vào đâu được cái mẫu đầm này. Form thì chuẩn, vải thì mềm, êm và mặc mát. Đó và đầm này chắc chắn các chị mà mua về rồi là sẽ mặc nó rất là thường xuyên luôn cả nhà. Tại vì nó rất là dễ ứng dụng luôn. Rồi cổ tròn, hai nhí cổ tròn được này hết hàng luôn rồi chị ơi. Hết hàng rồi. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị cho em cái mã liền nha. DA1338 và kèm số điện thoại, sale giá là 299k. Nhanh tay lên kẹo hết nha cả nhà ơi. Phía đằng sau là dây khóa kéo nè các chị. Dây khóa kéo cho các chị, form này lên rất là chuẩn form luôn á cả nhà. Tại vì eo của em là eo số 2 nên là thường á size M em mặc hơi rộng thôi. Chứ các chị mặc mà đúng form rồi thì các chị vừa form là đẹp hơn em nhiều. Đẹp hơn em nhiều luôn cả nhà. 1338 và kèm số điện thoại liền cho em nha các chị. 1338 nha. Dạ có luôn chị Mai lên ơi, tí nữa em mặc nha. Rồi, mặc màu đen hả chị, ở đằng sau nhiều kiểu màu đen lắm chị ơi. Để tí nữa mặc dần dần nha. Ai lấy mẫu đầm này các chị lên đơn rồi, dành cho mình thêm 30 giây nữa nha để săn xong mẫu đầm này nha cả nhà ơi. 1338 trước giá là 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này, ưng mẫu này các chị nhớ đặt hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. Mã hàng nè, với số điện thoại liền em trừ hàng luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi. 1338 nha. 1338 và kèm số điện thoại. Rồi, nhanh tay lên các chị ơi, chuẩn bị sao em qua mẫu khác nè. Chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Với hoa nhí là bây giờ chỉ còn duy nhất mẫu này thôi nha các chị. 1338 giá em sale là 299.000 đồng. 299.000 đồng nha cả nhà. Còn một cái hoa nhí này nữa nè các chị. Đâu vậy ta? Em thấy nó còn sót kho lại ở đằng kia một cái. Ở đây có không? Có không ta? XL để em xem cái này có hai cái này. Rồi hai cái XL các chị ơi, hai cái sót kho lại hai cái này luôn. Mấy bữa trước mấy chị hỏi mà cháy hàng, hôm nay tự nhiên sót kho lại hai cái này. Cái mẫu đầm này là phải nói là siêu phẩm, bán rất là chạy và size này là size XL nha cả nhà. Được cái là vải này có co giãn nha, vải này có co giãn nên để em xem coi. Chị nào mà mình tầm eo đã quá, co giãn đã quá luôn các chị ơi. Rồi eo 86, eo 88, eo 88 thực sự là eo 90 mặc được luôn nha. Các chị ơi, đầm này co giãn nhiều lắm, size XL nha. XL là bình thường là eo 78. Nhưng mà vải này co giãn thì có thể là eo 88, vừa nãy em nói 8 mấy ta, 88 mặc vẫn được luôn. Nè các chị nhìn cho em cái eo nè. Chưa co giãn này nha. Đó, các chị thấy chưa, vẫn là nó vẫn là sẽ có co giãn này, mình mặc dễ chịu. 1307 nha. Ai mặc size 2X giảm xuống XL mặc vẫn vừa, giá sale là 299k. Cái mẫu này em bán
cháy hàng luôn các chị ơi, cháy hàng luôn rồi đó. Rồi em cảm ơn chị Mỹ Thuận nè. Rồi các chị ơi, mẫu này sale là 299k, em tưởng hết rồi chứ tự nhiên hôm nay tự nhiên em thấy đằng kia còn cái ở đây, còn cái nữa là hai cái nè. Chốt nhanh nha cả nhà ơi, 1307 nha, hai lớp và đầm này là có túi luôn, có túi luôn nha. Form này nó dài, form này nó dài che bắp chân luôn cả nhà, đẹp lắm. 1307, trời ơi mê ly luôn á, phải phải von gân, von gân nha cả nhà, nên là bởi vậy nó có co giãn á mà nó mềm lắm, không có nhanh. Nè các chị mình thấy không, cái đầm này size XL mà em chắc chắn là em đâu có ủi XL mà cả nhà ơi, thường em mặc là em mặc size M mà, nên XL em đâu có ủi đâu, cầm cho các chị xem thôi nè, các chị thấy không, không có nhanh nha cả nhà ơi. Rồi 299k thôi nha, shop đúng lại hai cái và cái mẫu này là hàng siêu phẩm, không có hàng mà bán luôn á. Chị Thiện Hướng 1307, ok chị một cái này, vậy còn cái nữa chị nào ưng mà đặt luôn, tại vì cái đầm đó dễ mặc á, ai mặc XL hay ai mặc 2X thì lấy cái đầm đó được luôn nhá. 1307 đó 299. Rồi đầm này là 1338 sale giá 299k, 1338 sale giá 299k, chị nào lấy nhanh tay đặt hàng sử dụng em. Vừa nãy có chị hỏi em là đồ bộ size lớn đúng không, thì bây giờ em sẽ mặc đồ bộ size lớn trước cho các chị mình nha. Rồi có chị nào kêu mặc đầm màu đen thì tí nữa em mặc luôn. Rồi chờ em một chút nha. Chị Gió Biển ơi, chị lấy mẫu nào mình comment mã giúp em luôn chị yêu nhá. Bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm khác nè, lên đồ bộ nha cả nhà. Nhưng mà cái đồ bộ này là em mặc cái size nó hơi to nha cả nhà. Đồ bộ này em mặc size hơi to nha, tại vì nó hết size nhỏ rồi các chị ơi, nên là em mặc luôn size lớn nha. Cái áo này các chị ơi, quần thì nó có lưng thun nên là nó sẽ ôm lại được, nhưng mà cái áo này là các chị ha, cái form mặc nó sẽ hơi rộng một xíu nha cả nhà. Mẫu này của em cả nhà ghi cho em là DA12 12 gì ra em quên rồi, 12 gì, ủa tự nhiên bị mất trí nhớ ta, em quên mất tiêu đồ bộ này. 1260 thì phải, đúng rồi 1260 cả nhà ơi. Em còn cho mình là, ủa sao còn một bộ xem mờ hả, để em xem coi nó ở đâu vậy. Không, chắc là hết rồi, không còn đâu. Em thấy hệ thống nhập nhưng mà chắc là hết rồi đó. Em kiếm kìa không có. Hàng em mặc like sao là giao như vậy hết nha cả nhà ơi. Rồi size XL với 2X thôi, xả luôn nè. Em xả luôn mẫu này là giá là 79k. Cái này em đang mặc size lớn nha cả nhà, thông cảm giúp em hết size nhỏ rồi nha. Rồi 79k đồ bộ này nha các chị ơi, quần dài luôn nha, mặc sao hơi to cả nhà thông cảm nha, cả nhà ơi không còn size nhỏ để mặc nữa rồi. 1260 dám sale lập 79k, sale tặng luôn nhá, không lấy lời, không lấy lời luôn nha các chị ơi. 79k mã này là 1260 và kèm số điện thoại cho em nha. 79k nhớ chia sẻ like dùm em nha. Mặc thử hả chị? Trời ơi, em mặc lên đã hết hàng luôn rồi chị. Chị Mai Hồng Vũ ơi, mình cứ yên tâm đặt đi, cái đầm đó đẹp lắm. Hoặc là mình kêu mấy bạn gửi hình mẫu mặc cho mình xem nha. Chứ cái đó là bây giờ còn đúng một cái cuối rồi đó chị. Chị mà đợi em mặc lên là thế nào mọi người cũng đặt, làm để lúc đó mình không chốt được đâu. Rồi, cái đầm này nè, có quần này có túi và lưng nó tầm lưng thun bạn là 4 xăng nha cả nhà ơi. Đó, em sale mẫu này cho cả nhà mình là giá chỉ có là, chỉ có giá là 79k nhá. Em còn hai size là XL với 2X nha, nên hôm nay em mặc cái size này nó hơi to cả nhà ơi. Rồi dám nay sale là 79k, mã 1260, 1260 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi em qua, em qua cho mình đầm đen nha các chị ha. Bây giờ đầm đen nhiều quá, không biết là mặc đầm đen kiểu nào trước đây. Giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm mới đi ha, cho nó hot. Đây, em có một cái đầm nhung đen mới của bên em nha cả nhà ơi. Hot hòn hot luôn, trời ơi cái đầm này bao xinh. Đầm này của em là sẽ có cho mình là 4 size ML, XL với lại 2X nha cả nhà ơi. Rồi, chờ em vài giây nha. Mã này các chị ghi cho em nè, 1269 hả chị? Vừa nãy là 1260 chị Kỳ Trâm ơi, đồ bộ là 1260. Có phải chị đặt đồ bộ không ạ? Mình comment lại mã giúp em nha, chứ 1269 là một cái đầm đuôi cá chị ơi. Chị Mai Linh 1260, ok chị luôn. Rồi, mẫu đầm tiếp theo của em là 1343. Và đây là một trong những cái mẫu mới của bên em nha cả nhà, và đang nằm trong top bán chạy luôn. Nên là nếu mà chị nào ưng mẫu này là cố gắng mình đặt hàng ngay bây giờ luôn nha. Đừng đặt trễ quá là nó hết nha cả nhà ơi. Mã này cả nhà ghi cho em là DA1343 và kèm trang số điện thoại nha.
1343 và kèm số điện thoại. Rồi ok chị Nga, chị Nga Nguyễn, tí nữa mấy bạn kiểm tra hoặc là mình để lại số điện thoại dùm em, tại vì bây giờ em đang live rồi em sẽ không có kiểm tra đơn trên hệ thống cho mình được, nên là cái này thuộc bộ phận tư vấn viên, mấy bạn sẽ kiểm tra cho mình sau nhé. Rồi các chị ơi, lên đơn hàng liền cho em mẫu đầm này nè các chị. 1343 và kèm cho em số điện thoại nha. 1343 và kèm số điện thoại vải nhung nha cả nhà ơi, cực kỳ sang luôn ạ. Hôm em sale nha cả nhà ơi, chỉ có 299 thôi. Chỉ có 299 thôi. Xuất sắc luôn cả nhà ơi. Đẹp tuyệt vời luôn. Nhìn chị em, cảm ơn chị Mỹ Thuận nha. Cái form đầm này là trẻ tuổi hay là trung tuổi mình đều có thể mặc được luôn cả nhà. Cái tay vo này dễ thương quá chừng này các chị. Cái này nha, nó không bị sơ xước gì đâu các chị, nên là không cần phải may đường lai này luôn nha. Mà nhìn cái tay cưng ngon nè các chị, mà không có bị ngứa đâu nha, mềm lắm, mềm mà êm cho mình. 1343 giá gốc nó là 450, ngày hôm nay em sẽ là 299k cho mình. Rồi ok chị Mai Linh, em chốt cho chị Mai Linh luôn nha. Rồi mã đầm em đang mặc trên người cả nhà cứ ghi cho em là 1343 và kèm số điện thoại luôn nha. Đủ hàng đủ size, mà được cái ưu điểm của cái vải nhung này nó co giãn nhiều lắm nha các chị. Nó có một màu thôi chị, gió biển thôi, một màu duy nhất, co giãn nhiều lắm, nên nhiều khi thậm chí là không những là 65 mà 68kg hay 70kg vẫn vừa các chị nè. Các chị nhìn cho em nè, 70kg vẫn vừa. Cái tay này mình đừng sợ chặt nha, tại vì cái này bên em làm là bao chun rồi. Bao chun là nó co giãn nhiều lắm. Hai nói chung là co giãn thoải mái luôn. Ai mình có bắt tay to không sợ chặt. Dạ 65kg mặc vừa luôn, thậm chí là nhiều khi là 67kg hay là nhiều khi 70kg vẫn vừa, tại vì cái chất này co giãn nhiều cả nhà. Mà em chắc chắn luôn, các chị mà mua về các chị mặc là các chị sẽ bất ngờ. Bất ngờ vì sao ạ? Tại vì cái mẫu đầm này, cái mặt vải bên trong của nó rất là êm và mát nha cả nhà. Trời ơi, mát rượu rượu luôn các chị. Các chị đừng sợ là mặc nhung là nóng nha, không hề đâu. Cái vải này nó mát lắm. Cái vải này nè, nó mướt mượt mượt nè các chị. Êm vô cùng luôn á. Đảm bảo các chị mặc là ghiền luôn á. Ok, chị Thanh Lê 1343. Rồi, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em. Rồi, dạ, mẫu đầm này thì thật, nhưng mà thực sự ra là cái màu đen đó cả nhà, nó sẽ không kén da đâu. Chị nào da ngâm mình mặc vẫn đẹp luôn chị Trần Ngân. Rồi, chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em caro. Chị Thanh Kiều muốn đặt caro hay sao chị ơi? Đầm này 40kg đến tầm 65 hoặc 70kg vẫn vừa, mã các chị ghi cho em là 1343. 1343 kèm số điện thoại, có bụng là che bụng hoàn toàn, không có lo lộ bụng luôn. Hạ eo đã hạ eo chuẩn rồi, eo là ngang của chỏ tay nè. Và từ đây xòe nhẹ xuống che bụng nha. 1343 chốt cho chị Dương Ngà luôn. Cái này là mình nhớ chốt liền nha, tại vì cái mẫu đầm này đang bán rất là chạy hàng luôn cả nhà. 1343 em có cho mình đủ size 40kg đến 70kg vừa, giá gốc 450, đặt bây giờ được chốt là 299. 1343 chốt cho chị Anna Lê nè. Rồi form rất chuẩn, đẹp sang các chị ơi, cảm ơn chị Mỹ Thuận nhiều nè. Rồi các chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn liền. Và đầm này thì các chị là trẻ tuổi nè và trung tuổi đều có thể mặc được cái form đầm này nha cả nhà ơi. Đầm này che bụng rất là tốt luôn. Nhung mà nhung này em nhập về là nhung xịn. Đợt nhung này em nhập về là nhung xịn cho mình. Khi các chị cứ mua về các chị sẽ thấy cái chất nhung nó rất là mịn nha, nó mướt và nó mịn cực kỳ luôn, đã lắm các chị ơi. Và phía bên trong này, ngoại quan trọng là cái mặt bên trong của nó nè các chị. Trời ơi, mặt là không muốn cởi ra luôn á. Nhung mà mình mặc ê lắm, mát lắm. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em 1343 và kèm số điện thoại. Rồi chị Mai Linh ơi, cái mẫu đó em còn một cái thôi, đeo không mặc được, chị thông cảm giúp em chị Mai Linh nhá. Rồi đầm em đang mặc trên người cả nhà ghi cho em là 1343. Đầm này thì đủ size cả nhà ơi. Rồi em sale luôn trên line này là 299k mẫu đầm này. 299k đầm em đang mặc trên người. Yên tâm cho em là vải này có co giãn nhiều nha, từ chiều dọc cho tới chiều ngang luôn nha cả nhà ha. Nên là các chị mặc là không có sợ bị khó chịu đâu. Tay này cũng vậy, tay này là cũng có co giãn luôn nha cả nhà. Rồi em sale luôn giá là 299k, giá gốc 450. Đặt ngay bây giờ sẽ được chốt giá sale ưu đãi là 299 nha các chị. Rồi chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em. Cái bông vàng hả chị? Cái bông vàng, cái này đúng không chị ơi? Cái này đúng không chị ha? Rồi tí nữa em sẽ mặc lên cho mình xem thử nhé. 1343 chị nào mình lấy nhân tay lên đơn, giá em sale cho mình ngày hôm nay là chỉ có giá là 299k thôi ạ. 299k chị nào lấy đặt liền. Rồi ok chị Leo Hoàng, tí nữa mấy bạn sẽ kiểm tra và mấy bạn chốt cho mình luôn nha. Rồi đầm em đang mặc trên người các chị tranh thủ nào. Trời ơi xuất sắc như thế này cơ mà. Chất đẹp lắm cả nhà ơi. Chất bao xịn luôn.
Đợt này nhập cái vải nhung này xịn sò luôn các chị. Từ cái mặt bên trong cho đến cái vải bên ngoài luôn ha. Mê ly luôn. Giá sale chỉ có là 299k thôi. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. 1343 và kèm cho em số điện thoại luôn. 1343 kèm số điện thoại chỉ có giá là 299k thôi. Rồi. Chị Nguyễn Trang ok 1343 trước đơn hàng cho chị luôn nè. Rồi cả nhà ơi nhanh tay nhé. Nhanh tay mình lên đơn liền kẹo hết nha. Xuất sắc luôn, che bụng rất là tốt, không lau độ bụng luôn. 1343 ok chị Hương Giang chút luôn. Cái tay này dễ thương quá cả nhà ơi, tay này nè. Đó. Xinh ha. Coi giảm nhiều lắm các chị. Hôm qua đặt hàng, hôm nay nhận được hàng rồi. À, hồi sáng rất nhanh. Hàng thì khỏi phải nói, rất đẹp chuẩn y hình. Em cảm ơn chị nhiều nè, em cảm ơn chị Quốc Thịnh nhiều nhiều nha. Đó, em rất là mong chị nào nhận được hàng cũng cứ review sản phẩm cho em như thế này. Rồi, à, chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình đặt hàng cho em 1343 nha. Sale luôn với giá chỉ có là 299k mẫu đầm này thôi cả nhà nha. Rồi, bây giờ em lên cái đầm bông vàng nha các chị. Em lên cái đầm bông vàng này nha. Bây giờ nè các chị, chờ em một chút xíu nha. Trước khi em mặc cái đầm bông vàng, em sẽ lên cho mình một cái đầm đầm đâu rồi? Đâu rồi ta? Thôi đợi tin gửi thì em lên cho các chị. Chờ em xíu nha, qua mẫu khác đi nha, mặc cái bông vàng đi. Em đang định lên cái đầm 99k mà em để đâu mất tiêu rồi. Tí nữa em kiếm thấy em like cho các chị xem nha. Mẫu đầm tiếp theo em mặc cho các chị mình 1317. Đầm này em có cho mình đủ size. Cái mẫu này các chị sắm liền đi các chị ơi, mặc Tết cả nhà ơi. Mẫu này sắm liền mặc Tết nè. Hoa nhí, hả chị Hoa nhí, em mới qua mẫu rồi. Nãy em mặc rồi, 1338 này chị, với lại à, vừa nãy có cái đầm 1307 còn đúng một cái L ấy. Rồi. Này em sale là 299k, mã này là 1338 nha cả nhà. Chị nào ưng cứ đặt hàng cho em, nãy mặc rồi tí nữa. Ví dụ chị nào vào trẻ mình xem lại sẽ thấy nha. Rồi. Từ từ em lên dần dần chị Mỹ Thuật ơi. Rồi mẫu đầm này các chị ơi, DA1317 nha. Nãy có chị kêu hỏi em mặc cái đầm hoa vàng nè. Form lên rất là chuẩn form luôn. Và ngày hôm nay em sale luôn cho các chị, chỉ có 249 thôi các chị ơi. Mã này là 1317 nha. Có túi cho mình nè. Vải này là nó có co giãn luôn. Có co giãn rồi, khi các chị mặc nó rất là thoải mái, dễ chịu nha. Em chốt sale luôn cho mình là chỉ có giá là 249k. Chị nào mình lấy mẫu nào, các chị mình đặt hàng xử giùm em luôn. Ngay bây giờ để em chừa hàng luôn nha cả nhà ha. Rồi xong chưa các chị ơi, lên đơn liền luôn dùm em nha các chị. Mẫu đầm này em chốt sale luôn là 249k. 249k nha cả nhà ơi. Đầm đen đuôi cá hả chị? Ok chị nha. Vậy sau mẫu này sẽ mặc đầm đen đuôi cá cho cả nhà mình luôn. Rồi, vải này mặc rất là mát. 1317 nha cả nhà. Có co giãn nè, có túi luôn, cổ giọt nước mình mặc rất là sang. Ok chị gió biển 1338 chốt cho chị luôn. Mã đầm em đang mặc đây là DA1317 nha. 1317 chị nào mình lấy mẫu này thì mình comment cho em ngay bây giờ. Là mã hàng và kèm số điện thoại là sale với giá chỉ có 249k, quá rẻ luôn các chị ơi. 249k thôi. Vải này mềm lắm vậy nha, nó không có nhanh luôn á. 1317 ok chị Mai Hồng Vũ luôn nha. Mẫu đầm này mà thì dễ mặc nè, mà cái chất nó mát cho mình, với lại nó có co giãn luôn. Nó có co giãn phần eo này, may có một đường eo thôi nên là sao các chị mình nhìn nè. Nó vẫn là có co giãn nhiều cho mình, nó tính ra hai ít có thể em 86, 88 mà vẫn vừa luôn á. Ok chị Thanh Kiều lên một đơn 1317 luôn. Đầm này hôm nay sale có 249 nè cả nhà. Có 249k thôi, cái tông màu này các chị mặc lên da rất là trắng da luôn á. DA1317 và kèm cho em số điện thoại. Chị nào mình ưng cứ lên đơn hàng cho em luôn nha. Tết mặc bông vàng là hợp lý lắm luôn, rất đẹp mà. Cảm ơn chị Mỹ Thuận nè. Đó cả nhà ơi, mình tranh thủ mình sắm liền em đầm này mặc Tết nha cả nhà. Xinh lắm luôn nè. Mà cái màu này lên da rất là trắng và sáng da. Chị nào da ngâm mình mặc vẫn được luôn.
Vải này là lụa mango thì bữa giờ shop em đã phải nói là lăn xê cái chất vải này rất là nhiều rồi, may quá chừng mẫu luôn. Các chị nào nhận được hàng cũng rất là ưng đúng không ạ? Vừa mềm, vừa êm, vừa mát, vừa co giãn lại không có bị nhăn nhào nữa. Đây các chị nhìn cho em là co giãn cho mình thoải mái luôn. 1317 nha cả nhà ơi. 1317 ngày nay shop sale luôn, có 249 nè. Có 249k mẫu đầm này. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt cho em ngay bây giờ là mã với số điện thoại. Rồi các chị ơi, trường hợp nha, chị nào mà thích cái màu khác thì có thể đây lấy cho em mẫu này. Nó y chang luôn, nó chỉ khác cái nền thôi. Cái nền này nó màu đen nè, còn cái nền này nó màu vàng nè cả nhà ơi. Đó, chị nào thích cái nền màu đen thì lấy cho em là 1318 thôi, rồi đợi em xíu mặc cho các chị xem nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị cho em cái mã số nè và kèm cho em số điện thoại liền em chuyển hàng luôn. Chia sẻ like liền cho em nha các chị ơi. Đầm này của em là 1317 nè, màu vàng là 1317 nha cả nhà ơi. Chị nào thích cái nền nó màu đen thì đợi em xíu đi rồi em mặc em like cho mình sau nha. Rồi, xuất sắc chưa nè. Mẫu này em sale có 249 thôi, đủ hàng đủ size luôn ạ. Dạ được chị ơi, 57 kiếm mình mới sinh em bé hả? Rồi tại vì cái form đầm này là cái form xè, nếu ví dụ bụng mình hơi to thì cái đầm này nó vẫn là che bụng cho mình rất là tốt. Hoặc là kỹ hơn mình đo giúp em cái số đo vòng eo. Eo thì mình giống ngang cùi chỏ tay này nha chị. Eo mình giống ngang cùi chỏ tay nè, để mà có cái số đo chính xác mấy bạn chọn size cho mình ok luôn. Nếu mà XL là eo nó tầm 78 và co giãn thì tầm khoảng là 80-82 mặc được nha. Tính ra cái bạn này co giãn nhiều cả nhà. 82 ok luôn á cả nhà. Rồi size 82 hoặc 83, 84 cũng được. Trời ơi các chị chết co giãn nhiều lắm. Còn size mà size 2X là eo 86 hoặc 88 mặc ok luôn. Rồi mẫu đầm này em chốt sale luôn cho mình là 249k nha. 1317 rồi. Bây giờ em sẽ qua nhanh luôn cái màu khác của cái mẫu này cho các chị xem nha. Cái này nó có hai màu cả nhà ơi. Màu nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi em chốt nhanh luôn nè cả nhà. Tiếp theo là 1318 nha. 1318 này nè, em sẽ có là đủ size luôn, vẫn là đủ size nha. Mình yên tâm cho em là hàng em mặc làm sao 100% là em giao hàng y bon y chang vậy hết, không có khác gì luôn. Không có khác gì luôn nha cả nhà ơi. Đây, tiếp tục là 1318 nè. Nha cả nhà. Ở đây có tới ba cái đầm này luôn cả nhà. Đây nè, em cầm cho chị xem. Y chang luôn nha cả nhà ha. Ai mà chưa bao giờ mua hàng shop em mình cứ yên tâm tự tin mua đi cả nhà ơi. Đó. Nè các chị nhìn cho em à. Chất đẹp lắm. Mềm mà mát cực kỳ nha. 1317 đây. 1317 đây nha các chị. Còn cái đầm em đang mặc đây nè là 1318 này. 1318 này cả nhà. Rồi sale là 249k. 249k nha cả nhà. Chị nào mình lấy cứ đặt hàng cho em luôn. Làm mã với số điện thoại liền. Em chốt đơn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. Có túi nha, dây khóa kéo đằng sau nha cả nhà ơi, cổ giọt nước rất là sang. Eo em là eo số 2 nên mặc rộng chứ cái chị mặc vừa em chắc chắn đẹp hơn em luôn á. Toàn đầm đẹp không à, cảm ơn chị Kim Lan Lê nè. Đó cả nhà ơi, đợt này là có rất là nhiều mẫu đầm đẹp và để cho các chị mặc Tết nè. Tranh thủ mình lên đơn đồ bộ hả chị Thanh Kiều. Nãy em có lên cho mình được mấy mẫu đồ bộ đó, để em xem coi còn mẫu nào lên sau nha. Rồi 1318 là em đang mặc nè. 1317 là màu vàng nè. Hai màu cho mình lựa chọn luôn và sale chỉ có 249k mà thôi. 249k thôi nha cả nhà ơi, chất siêu siêu đẹp luôn á chị. Vải này thì á nó mềm nó mát với lại không có nhanh. Cái này các chị giặt máy giặt tay vô tư thoải mái luôn nha cả nhà. Giặt xong mình phơi lên á, phơi lên sau là tự động vải phẳng ra mang vô mặt thôi. Cái gì mà mua đầm này về mặt là không biết ủ đồ là gì luôn á. Chị gió biển 1318 ok chị luôn, sale 249k. 249k là mình đang được săn sale, còn hết chương trình này là chắc chắn các chị mua giá cao hơn rồi đó nha cả nhà. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi. Hết chương trình này mình mua là giá 299, còn đặt bây giờ sẽ được chốt là 249k. 1317 là màu vàng, 1318 là màu nền, nó màu đen em đang mặc đây. Sale 249k ha, cái form cổ này nhìn rất là thanh thoát, nhìn rất là sang luôn cả nhà. Đó, từ 40kg đến 65kg vừa. Đầm này yên tâm cho em là bên em là chuyên nha các chị. Bên em là chuyên những cái form đầm ở dấu bụng luôn các chị ơi. Nè, chị nào có bụng là yên tâm, không có lo đâu nha cả nhà ơi. Hà eo là đúng chuẩn ngang phần cùi chỏ tay và từ đây sẽ nhẹ xuống ha. Sẽ nhẹ xuống che bụng luôn. 1318 cho chị Nguyễn Huỳnh luôn nè. Sale 249k. 249k chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Mã nè và kèm cho em xin thoại em chưa hè. 1318 là em đang mặc. Còn đây là 1317 nha cả nhà ơi. 249k thôi. 249k chất đẹp lắm. Mềm êm mát có co giãn nha. Dây khóa kéo là phía đằng sau. Dây khóa kéo phía đằng sau. Nè các chị ơi, các chị nhìn nè.
cái đầm này ở phần eo có may đường eo nhưng mà nó vẫn là có co giãn nha, nên là mình mặc cũng thoải mái lắm nha cả nhà ơi. 249k ngày hôm nay, nhanh tay mình lên đơn liền em chốt sale nha. Bây giờ em sẽ tiếp tục qua mẫu khác. Bây giờ chờ em một xíu nha, em qua cho mình cái mẫu đầm này em xả nhanh này các chị ơi. Với cái giá này là em sale tặng nha các chị ơi, chúng phải lấy lời nha. Chia sẻ chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em lên hàng 89k đấy nha các chị. 89k là em chỉ ưu tiên ai chia sẻ thôi nha, không chia sẻ là không có chốt sale được nè các chị ơi. Nhớ chia sẻ mặt tay lên dùm em nha cả nhà. Nhớ chia sẻ mặt tay lên dùm em là chuẩn bị em lên hàng 89k thôi nha các chị. Có 89k là mình săn được ngay một em đầm vải xịn sò luôn rồi nè. Đợi em vài giây nhé, em mặc like cho các chị xem mẫu này. Đầm này em có cho mình là 4 size luôn nha. Các chị ơi, các chị ghi cho em mẫu này mã là 1316 nha các chị. Mã này cả nhà ghi cho em 1316 rồi, đầm này em sẽ sale luôn nha. Chỉ có giá là 89k ngày hôm nay. Các chị nhìn cho em cái chất nè các chị ơi. Cái chất nè, nó có phần chị ánh kim nè, nó tạo cái độ lấp lánh rất là sang luôn. Và mẫu đầm này vải này nó có co giãn nha, nó có co giãn nên mình mặc rất là dễ chịu. Để em kiểm tra lại coi xem là nó còn những cái size nào nha. Ok, vẫn đủ size nhưng mẫu size còn ít, là mẫu size còn mấy cái thôi. Em chốt đơn liền trên line này cho cả nhà mình luôn, là giá chỉ có là 89k. 89k thôi nha cả nhà ơi, 1316. 1316 sale 89k. Rồi nhanh tay lên đơn hàng liền luôn giùm em ngay bây giờ nha. Trên cái mã số và kèm trên điện thoại liền, em chịu hàng nào cả nhà ơi, cổ độ nha cả nhà. Cái vải này ở ngoài thực tế em chắc chắn 100% là đẹp hơn là ở trên line. Tại trên line các chị nhìn không được rõ cái phần ánh kim này. Cái này em phải lại gần cơ các chị nhìn mới rõ được. Còn đứng xa xa các chị nhìn không thấy, các chị thấy màu hả? Không thấy cái vải. Ở ngoài đẹp lắm nha cả nhà. Có nhiều chị khách mấy chị bất ngờ luôn á. Tại vì có 99k, có 89k thôi mà chất xịn như thế này luôn á. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn cho em là 1316 và kèm số điện thoại. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn trên line này cho cả nhà mình, là giá chỉ có là 89k thôi. 40kg đến 65kg là vừa nha các chị ha. Cái chất này có co giãn nhiều lắm các chị ơi. Cái này là có một cái lớp lót bên trong nha cả nhà. Rồi chị nào ưng đặt hàng cái này có lớp lót nha chị Nguyễn. Chị Nguyễn Cường ơi, đây nè các chị ơi nha cả nhà. Nhiều khi á các chị cứ thấy cái màu giống như cái màu da mình sợ mỏng, nhưng thực sự nó không mỏng, thực sự nó không mỏng đâu các chị. Mình nhìn nè, có lớp lót rồi, có lớp lót rồi nha cả nhà. Vì cái tông này nó màu da mình tưởng nó mỏng vậy thôi. Đầm này em sale cho mình luôn nha, giá là chỉ có là 89k, chị kỳ cho 1316. Hôm nay là em sale sốc luôn các chị, có rất nhiều chị khách nhận được hàng mà phải nói là bất ngờ luôn. Có những chị mà chụp hình rồi đổi avatar, mặc cái đầm này đổi avatar luôn á. Đầm này em sale luôn cho mình nha, có 89k, chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em. Em chịu hàng chưa sai nha. Rồi chị Quốc Thịnh nào vừa đẹp vừa rẻ chị em, mình nhanh tay quẹo lựa nha. Không biết đến shop thì thôi, chứ từ hôm biết đến giờ là ngày nào mình cũng có đơn hi hi. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh rất là nhiều. Trời ơi chị Quốc Thịnh dễ thương quá nè. Đó, em rất là mong chị nào nhận hàng cứ review sản phẩm nhiệt tình giúp em nha. Dạ 40kg đến 65kg vừa chị Lê Nguyên ơi. 1316 trước cho chị Kim Lan Lê, 1316 cho chị Dương Hà. Vải này ở bên trong này nó có lớp lót, với lại nếu như á chị nào mà mình sợ mỏng nữa đi á, cái chị quan trọng thì các chị ơi mình mặc nội y cái màu trùng với cái màu này thôi. Ví dụ các chị mặc màu da, nội y các chị mặc màu da, chứ hồi cái đầm này màu này mà các chị đi mặc, các chị mặc nội y màu đỏ hay là màu đen thì nó sẽ thấy rồi ở nhà ha. Cho dù cái vải mà dày có mấy đi chăng nữa, nhiều khi các chị mặc cái nội y nó mất khác màu thì nhiều khi ví dụ ra ngoài ánh nắng hay là có ánh đèn vô nhiều khi cũng thấy. Còn quan trọng các chị mặc nội y cái màu, ví dụ màu da đi, mà mặc cái đầm này với cái tông màu này mặc màu da là ok, không sao hết, không có sợ mặn đâu. Với lại là các chị nhớ giùm em nha, cái này là ở phía dưới này là có lớp lót cho mình rồi nè. Đó, 1316 chúc cho chị Thiện ưu hướng nha. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em, đầm này em chốt sale luôn trên line này cho mình là chị có giá là 89k thôi. 1316 chị Lê Nguyên ok luôn, 89k. Chia sẻ like và mình ráng mình gộp đơn hàng luôn. Màu đen hả chị? Màu đen thì em sẽ có cái chất vải khác được không chị? Màu đen có chất vải khác luôn. Bây giờ em sẽ lên dần dần cho các chị xem nha. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt cho em 1316 nha, 89k.
Nhưng mà giá khác nha, không có giá này nha. 89k là em đang sale tương tác đó, lấy lượt chia sẻ nên là cái này các chị mình cố gắng lên đơn liền, chia sẻ like giùm em luôn nha cả nhà ơi. Rồi, bây giờ nha các chị, em lên cho mình mẫu này nè. Mẫu này các chị ơi ghi cho em là 1100 nha, màu đen đây cả nhà ơi. Màu đen cái chất nó khác. Đây. Cái chất này nó lại như thế này, nó là ánh kiểu như nó ánh kim mà nó như thế này nè, chứ không phải nó đường sọc sọc ngang kia. Rồi nhưng mà cái kiểu thì nó cũng dạng tương tự như vậy. 1000. Rồi em xả hàng mẫu này luôn, em còn hai size nha cả nhà, đó là XL, size L với size XL ấy. Size L với size XL còn hai size, mỗi size còn mấy cái. Em sale luôn mẫu này cho các chị mình là chỉ có 139 thôi nhá. 139k rồi đồ bộ 1260. Ok chị Nguyễn Minh nha. Mã này các chị ghi cho em là 1000. Mà em tiếp ghê các chị. Cái màu đen này cái vải đẹp lắm mà trên like á. Nó lúc thì nó sáng quá. Đó đó các chị mình nhìn thấy chưa? Nó sáng mà nhìn cái mặt em không ra luôn. Ở lúc thì hả đứng xa xa vậy nè, cái đầm nó tối om, những cái mặt em nó rõ thì cái đầm nó tối om vậy đó. Thường những cái tông màu tối tối lên hình nó không có được ăn ảnh, cả nhà thông cảm giúp em. Nhưng mà em chắc chắn các chị nhận được hàng sẽ rất là thích cái vải này luôn. Mã đầm này là 1000 và ngày em sale cho các chị mình với giá chỉ có 139 thôi. Ok chị Hà Mai Kim em lên đơn, chị Mai Hà Kim em lên đơn hàng cho chị luôn. Nhớ chia sẻ like nha cả nhà, tại vì hôm nay sao lỗ quá chị ơi, không chia sẻ không chốt đơn được cái chị. 1000 đầm em đang mặc sale 139k. Cái này em còn cho mình size L và size XL nha các chị ha. Ok chị Kỳ Trâm em lên đơn. Ok chị Kim Chanh luôn. Chị ơi nhớ chia sẻ like giúp em nha. Rồi, mẫu đầm em đang mặc trên người ai lấy mình lên đơn. Mã này các chị ghi cho em 1000 và kèm số điện thoại. À, để em phối thêm cái dây đai vô các chị. Cái đầm này mà phối dây đai vô đẹp lắm. Em quên cái đầm vừa nãy 1316 cũng vậy á, phối dây đai vô rất là sang luôn á. Rồi em sale có 139 xả nhanh nha cả nhà ơi. Cái này không còn nhiều hết trơn á, em xả gấp luôn. 139k. Hai size cuối cùng cho nhà mình đó là size L và size XL nha cả nhà ha. Shop đang mặc có màu gì hả chị? Thật sự á, là với cái kiểu này thì em có cho mình cái mẫu vừa nãy em có cái mẫu này em sale lỗ luôn nè. 89k nè, mình nhớ chia sẻ like dùm em đây. Nếu chị nào thích cái tông màu da mình lấy cho em cái này 1316, nhưng riêng mẫu này em lên chương trình là sale là lấy được chia sẻ. Nên là ai chia sẻ mới được chốt giá 89k nha. Mã này cả nhà ghi cho em là 1316 giá 89k, 1316 89k, chia sẻ là có đơn. Còn cái đầm em đang mặc đây 139, còn cho mình size L và size XL. 1000 chúc cho chị Lưu Thị Dung. 1000 chị Kim Pha Trần ơi, comment lại mã giúp em nhé. Còn cho mình hai size size L XL, bình thường chị nào mặc size M ấy, cái chị tăng lên cái chị mà size L vẫn vừa, tại body mà cả nhà dễ mặc mà mình tăng size lên được. Rồi bây giờ nha, với chất vải này co giãn nên là các chị rất là dễ mặc luôn. Rồi ship hả chị, ship trong thành phố Hồ Chí Minh 20 và tỉnh là 30, mà các chị gộp đơn đi cả nhà ơi. Còn hôm nay mình không gộp tại vì hôm nay sale rẻ quá chừng, thậm chí sale mà không lợi nhuận lỗ vốn luôn. Mình gộp từ 597 ngàn đồng trở lên miễn ship toàn quốc cho các chị mình luôn. Dạ vừa 57 ký vừa chị ơi, chị Trúc Nguyễn 1000 ok chị luôn. 139k mẫu này nha cả nhà ơi. 139k thôi, rất là rẻ luôn nha cả nhà ơi. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn nha. Mã này các chị ghi 1000 nhá. 1000 là em xả nhanh rồi, có 139 thôi đó, 139k rồi. Em quay nhanh cho mình một cái mẫu đầm khác nha, chia sẻ like liền dùm em luôn nha cả nhà ơi. Rồi mẫu đầm tiếp theo shop sale cho các chị mình nè. Hôm nay em sale toàn tập luôn cả những cái siêu phẩm như thế này với cái giá cực kỳ sập sàng luôn. Đây cả nhà ngắm dùm em cái mẫu này nha. Đầm này giá gốc 450 và hôm nay nếu như chị nào lên đơn trong live này em đặc biệt sale ưu đãi luôn. 199k mẫu đầm này luôn ạ. 199k, chị nào ơn đặt hàng sớm giùm em. Trời ơi chị Bất Thịnh dễ thương quá, là cảm ơn chị nhiều nha. Đã trả lời khách giúp em luôn. Ok chị Vương Võ, chị ơi cho em thêm số điện thoại. Chữ A có luôn chị ơi, tí nữa em sẽ lên nhé. Đầm em đang mặc trên người 1325. Đầm này các chị ơi giá gốc nó là 450 và trong like này 1325, từ 450 đó giảm xuống chỉ còn có 199 thôi. Trời ơi các chị, có 199k cái đầm tiền nội không các chị ơi. Mà vải nó bao xịn luôn. Vải này là lụa mango, mình mặc nó mềm lắm, nó mềm, nó mát với nó có co giãn nè. Đó, co giãn 4 chiều. Nút này các chị ơi, nút này em may cho mình nút gỗ luôn. Nút gỗ xịn sò luôn. Các chị cho em, các chị nhìn phía đằng sau nè, dây khóa kéo nè,
lên form là chuẩn form cho các chị mình luôn á. Trời ơi, đầm này mà có 199 thôi là quá rẻ. Sắm liền em đầm này mặc Tết đi cả nhà. Cái màu này sang, có túi luôn. Chuẩn form nhà em là các chị thấy không? Em là ngang cổ trở tay như thế này. Và từ đây là xòe xuống rồi, che bụng hết trơn luôn rồi, không có lo lộ bụng. Đầm em đang mặc trên người giá em sẽ là chỉ có 199 mã, các chị ghi cho em 1325 nha. 1325 và kèm xếp hỏi luôn. Đầm này em like rồi. Đầm này em like rồi, 1317 em sale 249. 1317 sale 249k, tí nữa mình xem lại sẽ thấy chị nha. Rồi, nhanh tay lên nào cả nhà ơi, đầm trắng xếp nách này em có mặc rồi chị Kiều Phương ơi, tí nữa mình xem lại like giúp em nha. Mẫu em đang mặc trên người đây là 1325 và sale trên line này cho cả nhà mình luôn. Là giá chỉ có 199k mà thôi. Chị Sư Nguyễn ơi, mình comment lại mã mẫu vừa nãy là 1000 nhá. Dạ vừa, chị Loan Lê ơi, mình comment mã kèm số điện thoại. 65kg vừa mẫu này chị Quyên Đỗ ơi, mình cho em số điện thoại luôn nhá. Chị Thúy Võ ok lên đơn. Rồi chị Dương Hà ok lên đơn luôn. Ok, chị Yến Nguyễn nhớ comment lại mã giúp em nha. Cái đầm đen vừa nãy nó là 1000 nha cả nhà, 3 số 0 nha cả nhà ơi, 1000. Rồi trở lại đầm em đang mặc đi nha cả nhà ơi, 1325. 1325 đầm em đang mặc sale luôn trên line này cho cả nhà mình là 199k thôi nè cả nhà. 199k thôi nè cả nhà, chị nào lấy ra hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Ôi em thấy rất nhiều chị đặt cái đầm đen vừa nãy luôn nè, mà thiếu mã số mất tiêu rồi cả nhà ơi. Thiếu mã rồi. Với lại mình comment đây các chị ơi, đây nè em đọc lại mã nha. Cái đầm đen này là 1000, đa 1000 đó cả nhà ơi, đa 1000 đó, kèm số điện thoại giúp em nhá. Mẫu này em sale có 139 à, chất đẹp lắm luôn các chị ơi. Thôi vải này em nhập về giá thành cao lắm mà giờ, tại vì em còn sót co lại size L với đây L nên em xả luôn 139. 1000 nha cả nhà, 3 số 0 đó cả nhà ơi, chứ không phải 2 số 0 đâu. 1000 và kèm số điện thoại cho em sale 139k. Rồi ok, chị Lưu Thị Dung luôn, em chốt đơn hàng cho chị. Mã đầm em đang mặc đây là 1325 nha cả nhà. Nè các chị nhìn cho em nè, mặc like làm sao? Là da hoàn toàn y chang như vậy hết nha. Các chị ơi, chị nào mới vào like của em, mình mới đến shop em lần đầu, nhớ bấm theo dõi trang dùm em nhé. Dạ đầm này có đúng một màu ạ à, chị ơi, 1325 một màu duy nhất. Và ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình, chỉ có giá 199.000 đồng. Đầm này giá gốc 450, ngày hôm nay sale shop luôn, chỉ có giá là 199 thôi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em nha. Rồi ok các chị ơi, chị nào lấy đầm này cứ đặt đi chị. Em còn 2 size là XL với 2X nha. Xin lỗi, size L với size XL. Size L với XL em sale giá là 139k. Tại vì em còn lẻ size em xả luôn á, các chị sale tặng luôn 139k. Rồi trở lại đầm này ha các chị, 1325. Trời ơi cái giữa cái màu nó đẹp quá. Cái vải này không có nhăn, mềm êm mát rồi có co giãn luôn. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình với giá chỉ có là 199k mẫu đầm này. Từ 40kg đến 65kg vừa. Ở đây các chị thấy là em cao 1m62 này, thì cái form này em mặc là dài đến phần bắp chân như thế này đó nha. Đó, nó che được cái phần bắp chân cho mình ha. Rất sang luôn các chị ơi. Rồi chốt luôn 199k nha. Ai ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Comment cho em là mã hàng với số điện thoại nào, 1325. 1325 và kèm số điện thoại, 1325 cho chị Nguyễn Ngân, 1325 cho chị Ngọc Trang. Nhanh tay lên cả nhà ơi, chất đẹp lắm, đây đầu tư cho mình đúc gỗ luôn nha, xịn sò luôn. Vải này mặc mát với lại co giãn, 2X là có thể em 84, 86 trở xuống mình mặc vẫn vừa nha. Em sale cho mình ngày hôm nay là chỉ có giá là 199, 199k thôi. Chị nào mình ưng mẫu này thì cứ đặt hàng cho em ngay bây giờ. Làm mã số sản phẩm nè và kèm số điện thoại liền cho cả nhà nha. 1325, 1325 kèm số điện thoại. Rồi ok, chúc cho chị Lê Ngân, chúc cho chị Lý Thị Lê luôn nè. Rồi ok, chị Sương Nguyễn luôn nè. Chị Sương Nguyễn có số điện thoại chưa chị ơi? Ok, chúc cho chị Đỗ Trang. Đầm chữ A tí nữa em sẽ lên sau luôn chị yêu nha. Rồi màu đen ok chị Liên Ngô nha. Chị Nguyễn Đỗ ok em chốt, chị Kim Dung ok em chốt đơn hàng luôn. Chị Nguyễn ok luôn. Rồi. Có cho kiểm hàng luôn chị. Chị nào mình muốn kiểm hàng thì mình cứ báo với bộ phận tư vấn viên lúc mà mấy bạn lên đơn ấy, để mấy bạn check cho cái đơn của mình là được kiểm tra hàng, là shipper người ta thấy cái chú thích đó, khi mà người ta giao hàng người ta sẽ mở ra cho mình xem á. Chị Nguyễn Tâm ok em lên đơn hàng cho chị Xuân Nguyễn ok. Rồi chị Diễm Nguyễn hai mẫu đúng không? À rồi ok chị nè, 1325. Chị có số điện thoại cho chị Diễm Nguyễn ơi. Rồi đầm này em sale là 199 nha, 199k mã, các chị ghi cho em là 1325 nha, có 199 nè cả nhà ơi, quá rẻ luôn. Lên đơn liền ngay bây giờ em chịu hàng nha.
Sọc tím phía sau em mặc rồi chị. Cái này em sale có 69k thôi. Cái này là em còn cho mình là mấy cái thôi ạ. Size L nè, size XL nè và size 2X. Nhưng mà cái form nó hơi nhỏ cả nhà. Và hôm nay em sale tặng với giá 69k nha. Em sale tặng là có 69k. Zoom này các chị ghi cho em là 1280 1280 69k 1280 giá 69k nha cả nhà ơi. Cố gắng lên đơn hàng gấp kẹo hết nha. Có 69k. Cái này nữa nè, em có cái hoa nữa nè, họa tiết hoa cả nhà ghi cho em là 1282. Cái này đủ size luôn á, ML là 2X có hết. Nhưng mà bình thường mình mặc là size gì thì cái này các chị tăng lên cho em một size hoặc hai size. Em sale là 69k, mã này là 1282. Còn nữa nè, còn đây nữa nè, 1281 nữa nè. 1281 họa tiết thổ cẩm, 1281 họa tiết thổ cẩm nè, 1282 là họa tiết hoa nè, 1280 là sọc nè. Ba mẫu zoom này ha, trên lớn luôn, sẽ tặng luôn 69k thôi. Zoom này zoom dài và hai lớp có túi luôn, dây khóa kéo đằng sau. Nhưng mà cái form nó nhỏ, mình tăng size lên giúp em nhá. Rồi giá 69k. Chị nào chưa biết mình mặc size nào cứ đặt hàng trước rồi cho em chiều cao cân nặng số đo vòng eo, bên em tư vấn size xong được. Rồi ba cái mẫu zoom này là 69k hết nha cả nhà. Đó, ba mẫu zoom này em sale 69k hết. 1280 là sọc, 1281 là thổ cẩm, 1282 là hoa, 69k đồng loạt luôn nha cả nhà. Đó, chị nào mà lấy ba, chị nào lấy thì cứ đặt hàng cho em, chị Thanh Kiều ok luôn. Có 69k em sao tặng, em lỗ vốn luôn á cả nhà. Nhớ chia sẻ like dùm em nha. 1325 đồng em đang mặc chốt giá 199k. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm dùm em. Ngay bây giờ để em trừ hàng trừ size nào cả nhà ơi. Rồi chuẩn bị em qua mẫu khác nha các chị. Bây giờ mẫu đầm tiếp theo để em lên cho các chị mình xem cái mẫu này nè. Cái mẫu đầm đâu rồi? Em sẽ lên cái mẫu này sale luôn. Một cái mẫu đầm von. Một cái mẫu đầm von Hàn nha các chị nha. À, khoan đã, nãy có chị kêu mặc đầm đen. Đầm đen đuôi cá quen chưa mặc nữa nè. Thôi để em mặc đầm đen đuôi cá trước đi cả nhà ơi. Mặc đầm đen đuôi cá trước nha. Chờ em một chút xíu nha các chị ơi. Lên theo yêu cầu trước cái đã, không thôi các chị đợi lâu. Rồi, mẫu đầm tiếp theo có cho mình là, trời ơi cái đầm này vải xịn nha các chị. Nè cả nhà ơi, đầm này nè, caro à chị, caro em mặc rồi. Caro là 1324, em sale có 159 à. 1324 sale 159k. Cái này nó có nút và có túi, túi đựng vừa điện thoại luôn, vải lụa Thái. Cái này em sale 159k, mã các chị ghi cho em là 1324 nhá. 1324 159k. 1324 159k sale rất là rẻ ngày hôm nay. 1324 159k. Ok chị Trần Hiền em lên đơn luôn. Rồi các chị ơi, đầm tiếp theo của em nhá. Đây là 1326 nha cả nhà. 1326 ngày hôm nay sale rẻ lắm nè các chị ơi. 199 mà các chị ơi, mình nhìn cho em cái chất nè, 199k mà mình kiếm ở đâu ra một cái đầm mà vải xịn như thế này cả nhà ơi. Ataji kim tuyến cho các chị hàng cao cấp như thế này luôn. Vải này nha, nó có co giãn rất là nhiều, eo nè có xếp ly và nó có đính cho mình mấy cái nút ngọc trai đây nữa. Đuôi cá bên em làm tạt xéo, đi lại thoải mái nha cả nhà ha. Đi lại thoải mái nè, và đứng lên ngồi xuống vô tư, không bị chật gì hết trơn á. Dây khóa kéo đằng sau luôn. Đầm em đang mặc 1326, em có một màu duy nhất. Và sale liền trên like giá chỉ có 199k mẫu này thôi ạ. Rồi chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt hàng cho em 1326 kèm số điện thoại. Váy hoa treo, mẫu này hả chị? Mẫu này 1325 sale 199 chị nhá. Đủ size chị ha. Rồi 1326 cả nhà ơi, đẹp lắm, cái này nhìn bên ngoài đẹp hơn trên like, chắc luôn, chắc 100% luôn, đẹp hơn trên like. Tại vì á, trên like thường cái màu đen đã lên hình đã bị tối rồi, lúc bị tối, lúc bị sáng quá. Mà còn không được rõ cái phần này nữa nè, cái phần là kim tuyến lấp lánh á cả nhà. Nên là nhìn ngoài đẹp hơn nhiều. Đầm này em chốt sale luôn cho mình á, là 199k thôi. Các chị ghi cho em là 1326 và kèm trang sinh hỏa nha. 1326 và kèm sinh hỏa 40kg đến tầm khoảng là 65 hoặc 70kg mặc vừa. Đầm này 70kg bao vừa các chị ơi, tại coi giãn nhiều ơi là nhiều luôn nè. Rồi chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em. Chị nào lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nha. Đồ bộ màu đen thì em không có chị Thanh Kiều ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người này là DA1326 và giá ngày hôm nay sale là chỉ có 199.000 đồng thôi nè.
vải cao cấp luôn mà sale có 199k thôi các chị. Nhanh tay mình lên đơn hàng sớm giùm em. Em chịu hàng váy kẻ vừa nãy mặc rồi chị, nếu mà chị nào chưa kịp xem tí nữa mình xem lại nhá. 1324 sale 159k thôi cả nhà ơi. Mã đầm em đang mặc đây các chị ghi cho em nhá. 1326. 1326 đầm này em có đủ size và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Em chốt ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn là giá chỉ có là 199 thôi. 199k đầm em đang mặc rồi, nhanh tay nha cả nhà. 1326 nha. Rồi bây giờ em sẽ lên đầm von luôn nè. Em lên mẫu đầm von cho các chị mình nha. Mẫu tiếp theo em mặc cho các chị ở đây là 1306, cái chừng nhầm mã nha cả nhà. Vừa nãy là 1326, còn này là 1306 nha. Đầm cây khô hả chị? Trời ơi, cái đầm cây khô đang sale chị ơi, đang sale rẻ lắm, đợi em xíu nha, em giới thiệu sau. 1326 chị Thủy Tạ, 1326 chị Huỳnh Vũ Khiết Ngân, ok chị luôn. Rồi chị Dung Trần mình cứ đặt đi, có size chị vừa chị ơi, chị mặc vừa xem mở. Và bây giờ đầm em đang mặc nha, 1306 này, cái hoa dễ thương chưa? Nền xanh cô ban phú bếp hoa màu hồng cho cả nhà mình nha. Đầm này là em đang có cho mình coi như là đủ size á, ML, XL với lại 2X em có cho các chị mình hết. Hôm nay giá em sẽ sale luôn cho mình là chỉ có là 199k thôi á. Bình thường mình mua sẽ là 299, còn riêng trên line này shop sale luôn chỉ có 199k. Mã này các chị ghi cho em 1306 và kèm số điện thoại nhá. Ok chị Hoa Huỳnh, em chốt đơn luôn. Đầm em đang mặc trên người 1306 nha các chị, có túi luôn. Này cả nhà ơi, mình nhìn nè, cái lớp lót nè. Các chị thấy chưa? Không cần nói đến lớp vải bên ngoài, từ cái lớp vải bên trong thôi các chị nhìn cho em chất lượng trên nè. Nên là các chị mặc nó êm và nó mát và nó mướt cực kỳ với có co giãn. Thun cô tông lụa bên trong như vậy mặc rất là thoải mái, nhiều khi mặc không muốn cởi ra luôn. Cổ tròn và đây có đính cho mình một cái nút ngọc trai nha cả nhà và khoét giọt nước cho mình nữa. Có túi luôn. Mã này cả nhà ghi cho em là 1306 nha. 1306 và kèm số điện thoại. Đầm này hết chương trình sale mình mua là 299k, còn đặt ngay trên line là được chốt là được giảm ngay 100.000, được giảm ngay 100.000, giờ còn có 199 thôi. 1306 nha. Đó, eo em 62 à nhà ơi, em mặc size M nó hơi rộng. Size M bên em eo 72. Các chị mặc vừa đẹp hơn em nhiều với chú các chị. Đó, đây em kẹp lại cho mình xem form, lúc nào eo cũng là hàng eo ngang phần cổ cho này, chỏ tay này hết nha. Đầm này che bụng rất là tốt luôn á, ở đây cao mét 62 thì form này nó dài đến phần bắp chân như thế này nha. DA1306 và chốt sale ngày hôm nay với giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi chị nào mình lấy mẫu này mình đặt hàng sớm giùm em nhé. Đầu bay hả chị? Đầu bay thì nãy em có giới thiệu rồi. Cái này á em sale có 69k thôi á. Em sale này em sale tặng nha. Cái này lỗ cái chị ơi, không lời, lỗ vốn luôn ấy. Hà vốn là không hà được luôn á, có 69k. Mình nhớ chia sẻ nha, đây là cái chương trình em sale luôn lấy tương tác. Mình chia sẻ là em sẽ chốt đơn 1282 là mẫu này nè, 1281 nè và 1280 nè. Ba mẫu dung này sale đồng giá là 69k. Áp dụng cho chị nào chia sẻ và gộp đơn hàng nha cả nhà. Gộp đơn để em giao cùng một lượt nhé. 1280 là sọc nè, 1281 là thổ cẩm nè, 1282 là hoa nè. Các chị ơi, zoom thì cái form nó hơi nhỏ nên các chị tăng cho em một size hoặc hai size nha cả nhà ơi. Em sale cho mình giá là chỉ có 69k thôi nha. 69k cả nhà cố gắng lên đơn liền cho em kẹo hết hàng nha. Tại vì mà cái này nó có mỗi cái còn có ít à. Mỗi size còn có ít à cả nhà, mấy cái à. Rồi cả nhà ơi, DA1306 đầm em đang mặc trên người nha. Ok chị Thanh Kiều lên đơn có size cho chị Thanh Kiều luôn nha. Mỗi đang mặc trên người 1306 ngày hôm nay sale luôn chỉ có 199.000 đồng. 199.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em luôn. Là mã hàng nè, phối điện thoại liền em chốt đơn. Rồi bây giờ nhé chị, em sẽ có cho mình một cái mẫu đầm này nữa. Đầm này là đầm này nha các chị ơi, mình nhìn cho em nè. Trời ơi, đã chưa. Đầm này là 78kg vẫn vừa, 78kg trở xuống vẫn vừa vì co giãn rất là nhiều. Bây giờ em sẽ mặc lên cho các chị xem thử mẫu này nha. Hàng này là hàng mới luôn bên em đó cả nhà ơi. Rồi, em sẽ qua nhanh mẫu khác cho mình. Ôi em quên mặc cái đầm, tí nữa đi các chị ơi, tí nữa em sẽ mặc cái đầm cây khô cho các chị mình nha. Để lỡ em lên cái mẫu này luôn. Đây, đầm này nha cả nhà ơi, mình nhớ là đầm này giảm size đi cả nhà. Đầm này các chị nên giảm size mặc nha, tại vì coi giãn nhiều lắm. Đây các chị mình nhìn cho em nè, em mặc size M nè. Cái form cơ bản của nó là như thế này, size M nè.
Em 62 nên mặt thường là so với form trộn là em đã rộng rồi. Mà cái này còn có giảm nhiều lắm. Các chị giảm cho em một size đi cả nhà ơi. Một size đi, ai mà thích ôm ôm nữa giảm hai size ok luôn. Nên là bởi vậy cái đầm này em mới nói là đến 78 kg chịu xuống vẫn vừa luôn á, 77-78 kg vẫn vừa. Mã này các chị ghi cho em là 1331 nha, chất siêu đẹp luôn. Atashi kim tuyến cho cả nhà đây, lấp la lấp lánh luôn. Rồi điểm nhấn là cái phần xoắn ở ngay cái phần trước ngực này nha cả nhà ha. Đó, rất là đẹp luôn, nó ôm vô ha. Đó, tạo cảm giác cái phần eo nó nhỏ đi. Cái này phối dây đai vô rất đẹp nè. Đầm này giá gốc của em là bán là 450 và trên line này em chốt chỉ có 299k. Các chị ghi mã cho em đầm này là 1331 nhá. 1331 và kèm số điện thoại luôn. Rồi, còn mờ không hả chị Nguyễn Văn mẫu đầm đó? Em nghĩ mình tăng zoom mình tăng size chị ơi, zoom mình tăng size mình đừng mặc đúng size nha. Cái zoom này các chị tăng cho em một size hoặc hai size đều được nha. Em không nhớ là còn hình như nó hết size M rồi, nhưng mà thực sự là bình thường mình mặc size M thì mình tăng lên size L hoặc XL ok luôn. Tại vì cái này nhỏ lắm, form hơi nhỏ cả nhà. Trở lại với đầm em đang mặc nha, mã này là 1331 và em sale cho mình ngày hôm nay là chỉ có 299k thôi ạ. 299k mẫu đầm này chị nào lấy lên đơn hàng sớm giùm em nha. Đây phía đằng sau đây nha cả nhà ơi. Đó, coi giãn nhiều lắm, 40kg đến 78kg bao vừa. Các chị nhìn cho em là coi giãn dễ sợ luôn á. Mà cái đầm này là các chị mặc ôm mới đẹp, mặc ôm mới đẹp. Em thì hơi rộng nha cả nhà ơi. Em đang mong chờ hình của các chị. Mai mốt các chị nhận được hàng, các chị chụp hình gửi cho em nhé. Các chị chụp hình gửi cho em nha cả nhà ơi. Đây, các chị ơi, em phối dây đai vô nè. Em nghĩ các chị mặc sẽ rất là đẹp với mẫu đầm này mặc sang. Đặc biệt là mẫu này mà chị nào mà tròn tròn người, mà bọc người mình mặc càng đẹp hơn nữa cả nhà ơi. Đó, đầm này ha, coi giãn nhiều lắm mà nó sang lắm, lên form sang lắm. Tại em hơi gầy thôi. 1331 nha. Rồi ok chị Huỳnh Vũ Khiết Ngân là mình đặt mấy mẫu luôn nè. Rồi ok chị nha. Dạ chị Nguyễn Vân ơi, 1281 thì nó để em xem kiểm tra lại có còn không nhá. Hết size này mình lấy size khác cũng được chị, còn size M đó chị Nguyễn Vân ơi. Nhưng mà thực sự mẫu dung là các chị hết size này các chị tăng lên size khác mặc được nha chị nha, tại form nó nhỏ nha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc là 1331 nè. 1331 em sale luôn cho mình là 299k mẫu đầm này ạ. 299k chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng cho em nha. 1331 40kg đến 78kg mặc vừa. Đầm này mình nên giảm xuống size nha cả nhà ơi. Giảm size xuống mình mặc nha cả nhà để mặc ôm hơn. Đầm này mặc ôm với đẹp nha cả nhà ơi. Rồi sale giá chỉ có là 299 chị Diễm Nguyễn. Ok 1331. Tại vì cái đầm này coi giảm nhiều lắm nên là giảm size ok hơn đó cả nhà. Nè, chị ơi, dễ sợ chưa? Cái này mà mặc ôm dán vô sang cực kỳ sang luôn. Sale với giá chỉ có là 299k. 299k thôi nha cả nhà ơi. Lên đơn liền luôn dùng em nha. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục cho mình một cái đầm này nè các chị ơi. Đầm này của em với mã này là 1298, em xả nhanh cho các chị mình nè. Xả nhanh cho các chị mình luôn nè. Trời ơi giá siêu rẻ luôn nha. Một cái mẫu đầm form xề nhẹ chữ A như thế này. Form xề nhẹ chữ A như thế này nha. Và phía dưới là đuôi cá cho các chị. Rồi mẫu đầm này em chốt luôn nè các chị, 139k mẫu này thôi. Ok nè, chị Khiết Ngân nè, rồi chị Diễm Nguyễn ok nè. Màu đen phía sau hồi. Ok chị nha, đợi em xíu nha, em sẽ mặc. Màu đen phía sau là đầm cổ vest nha chị nha. Đầm em đang mặc trên người đây là 1298 sale nè cả nhà. Nếu như bình thường các chị mua đầm này là 259 nha. Nhưng ai mà đặt hàng ở trong cái line này á, mình được chốt luôn là 139k. Đây là ưu đãi đặc biệt riêng ở trong cái line này mới có thôi. 139k nha cả nhà. 139k mẫu đầm này. Ơn mẫu này các chị lên đơn hàng liền dùm em ngay bây giờ để em trừ hàng luôn. Có 139k. Có 139k rồi cả nhà. Nè các chị nhìn cho em nè. Cái form này nó xề đuôi cá xinh ơi là xinh luôn các chị ha. Đó, đầm này chất vải là chất châu tô nha, mặc rất là mát. Đây form xề nhẹ chữ A như thế này nha cả nhà ha. Đuôi cá phía dưới cho các chị. 1298 nha. Rồi ok chị Mỹ Thành đợi em một xíu nha. Đầm này em chốt sale 139k. À, đầm này 2X là tầm khoảng là eo 80 trở xuống thì cả nhà. Tại vì cái mẫu đầm này tính ra cái chất này nó không có giảm nên em sẽ trừ hao giảm xuống size luôn. Nha nha. Đáng lẽ như bình thường những cái bài kia thì form kia thì tầm khoảng là eo 84-86 đúng không? Đầm này thôi eo 80 trở xuống thôi nha. Rồi các chị ơi form hơi nhỏ xíu nha các chị ơi, đầm này là tầm khoảng vậy là 60 đi, 60kg trở xuống mặc vừa nha. Rồi 60kg trở xuống vừa nha, em sale cho mình là 139k luôn. 139k mẫu đầm này.
139k mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng cho em là DA1298 1298 và kèm số điện thoại cho em nha. 139k 139k mẫu đầm này. Chị nào ở hàng sớm giùm em. Dạ đúng rồi, em quên, tí nữa em sẽ mặc luôn. 1298 chốt sale giá là 139k. Nhanh tay mình lên đơn liền. Ok chị Mai cho em chốt đơn. 1350 còn chị Trâm ơi, mình cứ lên đơn đi chị nha. Mẫu đầm đó là em đang bán rất là chạy, mình đặt hàng sớm kẹo hết đây nè. Đầm này em gần hết rồi. Giờ mỗi size em khoảng mười mấy cái, có size mấy cái thôi. 1350 chốt giá 299. 1350 chốt giá 299k, cả nhà cố gắng đặt liền kẹo hết nha. 1350 chốt giá sale là 299k đó các chị. Rồi, em đang mặc 1298 139k, 1298 nè, ok chị Trúc Nguyễn nè. 1298 139 40kg đến 60kg vừa. Lên đơn liền luôn dùng em nha cả nhà ơi. Lên đơn liền luôn dùm em kẹo hết nha. 1298 139k nha cả nhà nha. Còn màu cam kia là 1350 gần cháy hàng luôn rồi cả nhà. Sale có 299 thôi các chị ơi. Hàng đó, mẫu đồng đó mới về nhưng mà gần cháy hàng luôn rồi. Đi hàng rất là nhanh nha. Rồi, xong chưa các chị ơi? 1298 lên đơn liền 139k nha. Bây giờ em lên cây khô. Mỗi giờ có hai cây khô màu vàng với cây khô màu đen. Thì bây giờ em mặc màu đen đi, tại vì màu đen nó có hai size, còn màu vàng nó còn một size thôi nha cả nhà nha. Rồi, nhưng mà thật sự là em mặc thì em mặc cũng size lớn đó cả nhà ơi, chứ không còn size nhỏ để mặc nữa. Rút kinh nghiệm chắc là sau cỡ nào thì cỡ em cũng phải trừ lại một cái size nhỏ em mặc. Chứ bây giờ em mặc size lớn thì nó lại to quá cả nhà ơi. To quá cái chị lại tưởng cái form nó như vậy rồi cái chị chê nữa nè. Thật sự là do tại vì em mặc size lớn thì cái form nó rộng như thế này, nhìn nó không được đẹp thôi. Chứ mặc mà cái chị mặc vừa form là lên dáng lên chuẩn đẹp lắm luôn á. Rồi đây cái mẫu này nha cả nhà ha. Mua hết rồi, vô coi like ủng hộ shop yêu thương rồi. Trời ơi em cảm ơn chị Quốc Thịnh rất là nhiều luôn nè. Dạ 1350 thì em không có màu xanh đen nhưng mà em có kiểu gần giống nha chị, mà nó còn size M, size L. Đây này chị, cái này em có 1283 chị. 1283 và cái này là còn lại có size M, size L và còn ít thôi. Em sale xuống còn 199 xả luôn. Xả kho luôn 199, cái kiểu nó gần giống thôi chứ không phải giống y chang nha. Nhà cả nhà, 1283 nè, phải xịn lắm nhưng mà tại shop kho lại thành size M, size L, em xả 199 á. Ai ưng thì mình lấy luôn nè, 1283 nè, 199 nha, quá rẻ luôn á chị. Phải xịn lắm, về nhà các chị sẽ thấy rất là chất lượng luôn á. Rồi, đầm em đang mặc là 1248 nha cả nhà, còn hai size XL với 2X em xả luôn là 139, 1248 xả kho 139k nha. Vì nó chỉ còn có hai size thôi mà còn ít thôi nên là em xả luôn. Đây có màu vàng. Có màu vàng nữa này cả nhà. Hàng em mặc lan làm sao là giao y chang cả nhà ơi, không khác gì đâu nha các chị. Nên mình cứ yên tâm cho em luôn. Đến với shop là đến với chất lượng nha. Lan như thế nào là giao đúng y chang vậy hết nè cả nhà. 1247 màu vàng. 1247 màu vàng bây giờ nó còn size 2X thôi. Nó còn 2X, cái em đang cầm cũng là cái 2X đây. Đầm này thực sự em cũng mặc là 2X luôn cả nhà. Không còn size nhỏ nên là các chị thông cảm giúp em nhé. Nguyên một dàn nút gỗ nè các chị, nguyên một dàn nút gỗ luôn đằng trước nè. Nguyên một dàn nút gỗ phía đằng trước luôn. Đầm này cũng vậy và túi hai bên. Mãi giờ em xả hàng còn có 139 là cả nhà. Rẻ lắm luôn, dạ 55kg vừa size L luôn chị Thanh Lê nha. Mình cứ lên đơn 1316 còn. Chị Ngọc Linh ơi, mình cứ đặt hàng cho em nè. Số với mã số với số điện thoại là được lên đơn nha chị nha. 1247 là màu vàng. 1248 là màu đen. Rồi màu vàng còn 2X. Màu đen nó còn có XL với 2X nè. Em xả luôn 139k. Cái này em xả hàng rồi, bình thường ai mua mẫu này mình biết 299k mà đồ trước bán còn không có hàng mà bán luôn. Phải may thêm cả nhà, nợ đơn quá chừng nợ đơn xong may thêm mấy đợt hàng nữa. Nhưng mà giờ em hết vải rồi cả nhà ơi nên không may nữa. Mà nó còn sót kho là, nó còn sót kho lại 2X với XL, em xả luôn 139k. Coi như sale tri ân. Sale tri ân cho cả nhà mình nha. Màu vàng là 1247 em còn 2X, 1248 thì em còn XL với 2X nha. Sale giá 139 chị Mỹ Thuật ok. Rồi chị Phương Nguyễn ok luôn. Rồi các chị ơi lên đơn liền giùm em nhé. Màu đen là 1248 chị Diễm Nguyễn ơi. 1248 màu đen, còn màu vàng là 1247, hay các chị lấy luôn hai màu đi cả nhà. Đó mình thường một cái đầm này mình mua 299 mà giờ mua có 139 thôi. Gần hết rồi các chị ơi, mẫu sam còn mấy cái à? 139k. Chốt liền nha cả nhà ơi, các chị ơi đừng quên bấm theo dõi trang giúp em nha. Và nhớ là bấm thông báo phát trực tiếp nha. Chúng thôi nhiều khi các chị mình quên bấm là mình lạc mất nhau đấy. Rồi chị Thanh Kiều 1248, chị Kỳ Trâm 1248, 1283, chị Thanh Lê ok chị nha. Đây 1283 mẫu này sale 199k. Các chị nhìn nó xịn sò, cầm cái đầm là nặng tay luôn.
xịn lắm luôn cả nhà, mà tại vì em còn sót kho lại size M, size L đang sale giá này. Chứ 199k là em sót cả cái ruột luôn các chị ơi, rẻ lắm luôn á, phải chất lượng á. Rồi các chị ơi, 1247 màu vàng, 1248 màu đen, hai mẫu này sale đồng giá 139 nha. 139k dạ, 54kg thì em hết size rồi chị ơi, tiếc quá. Mẫu này nó còn có size, 1248 nó còn size XL với 2X à. XL thì eo cũng phải tầm 78 hoặc 80 trở xuống, 2X thì tầm khoảng 84 đến 86 trở xuống. Còn đây các chị nè, màu vàng cũng còn 2X thôi. Đó, em hết size nhỏ rồi cả nhà ơi. Trừ khi ví dụ mà 54kg mà mình cao một tầm 1m40 mấy 50 gì thì có thể bon trên được size XL được. 1248 màu đen ok chị Thúy Võ. Màu vàng cả nhà đặt cho em là 1247 và màu đen là 1248. Cái này có hai màu nha cả nhà. Đó, có hai màu cho các chị mình luôn. Ai thích màu nào cứ lên đơn hàng cho em nha. Xả nhanh luôn. Em đang mặc đây là cái 2X nè cả nhà. Cái này em đang mặc cái 2X nè. Cái form 2X nó cỡ này nha. Cái form 2X cỡ này đây. Đó, có túi luôn nha các chị, và nguyên một dàn nút phía đằng trước nè. Cái này tại vì hàng còn ít em xả luôn á. Rồi ok chị Lê Ngân, 1283, 1248 ok chị Sương Nguyễn. Các chị ơi, nhanh tay mình lên đơn hàng liền nha cả nhà, kẹo hết và mã với số điện thoại cho em nha. Nếu ai chưa có số điện thoại bổ sung còn có rồi thì khỏi cũng được nha. Size S hết hàng một rồi chị ơi, chị em chỉ có 1247, chỉ có 2X thôi. Dạ, 139k chị Đỗ Hương ơi, cái này em đang xả hàng. 1247 màu vàng, 1248 màu đen, màu vàng còn 2X. Màu đen thì còn XL với 2X nha. Giá xạ hàng, giá sale chi ân 139 thôi cả nhà. Chị Hồng Võ 1248 ok chị, 1248 chị Khích Ngân ok chị. Rồi 139k nha cả nhà ơi. Đám đang mặc size lớn đó nha cả nhà, nên mình thấy cái vai phần tay nó hơi to nha. Màu vàng 1247 còn 2X, màu đen 1248 còn XL và với 2X rồi. Bây giờ tranh thủ thời gian sẽ qua mẫu khác luôn. Chị nào ưng mẫu này cứ lên đơn nha cả nhà. Cứ lên đơn nha, các chị em chốt sau cho các chị mình luôn. Cứ đặt đi cả nhà, vẫn còn hàng đó. Vẫn còn hàng. Thôi để mặc luôn cái đầm màu xanh đen này cho cả nhà xem nha. Cái này các chị chốt lẹ nha, tại vì hai size này nó còn ít thôi. Em mặc nhanh luôn. Em mặc nhanh luôn nha. Đây 1283 nè cả nhà. 1283 nè. Trời ơi xịn luôn nha. Xịn sò luôn. Chất vải này là chất tuyết mưa nha cả nhà ơi. Rồi ok cả nhà cứ lên đơn đi, chị nào thiếu số điện thoại thì bổ sung giúp em để mấy bạn chốt đơn hàng cho mình nha. Và đầm em đang mặc đây là 1283 nè các chị. 1283 đầm em đang mặc trên người đây là em còn hai size cuối cùng luôn á. Đó là size XL với lại size 2X nha. Rồi đầm này em sale xuống còn là 199k nha. Vậy hả chị Ngân Trần, và chị Ngân Trần ơi, vậy mình inbox cho em có nhân viên sẽ hỗ trợ cho mình đổi size nha. Rồi không vừa em hỗ trợ đổi size ạ. Cổ vest nè các chị ơi, xịn sò, đẹp từng cái đường kim bộ chị nè, nút nè, túi nè, trời đất ơi các chị ơi, có 199k không thể tin nổi luôn. Tại vì bây giờ là nó chỉ còn sót kho lại một vài cái size M với size L, nên là coi như em sẽ tặng luôn là 199 á. 199k các chị về, các chị nhận được hàng, em nói thiệt là các chị giống như chúng số độc đắc luôn. Không nghĩ rằng mình bỏ ra có 199 mà mình mua được cái đầm vải xịn đến thế này luôn á cả nhà. 1283 hai size cuối cùng cho nhà mình nha. Size M và size L xả kho luôn 199.000 đồng. 199.000 đồng thôi nha cả nhà. 1283 kèm cho em số điện thoại nè. Màu đen phía sau. Ok chị. Ok chị, trời ơi em phải mặc liền luôn á. Đây cái kiểu đó cũng là cổ vest luôn. À đây có nè. Đợt này em có mấy mẫu cổ vest rất là đẹp nha cả nhà, mình cứ từ từ theo dõi nha. Cái này nó gần giống như cái 1283 nè. Các chị ơi, 1283 em gần hết rồi. À, muốn mua mà hết XL hả chị Cúc Thịnh? Dạ, mẫu này còn XL, còn có size M, size L, tiếc ghê luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà chút nhanh nha, cái này em gần hết rồi. Size M với size L xả kho 199k nha. 1283 xả kho 199k cho cả nhà. Rồi, cho qua thêm mẫu khác nha các chị. Qua thêm mẫu khác cho cả nhà mình đây. Rồi, đầm màu đen. Đầm màu đen là các chị ghi cho em 1299 nha. Màu đen cổ vest luôn nè, sang lắm. Cổ vest là không bao giờ lỗi thời đâu cả nhà ơi. Đầm này là mẫu này là shop mới ra lò thêm cho mình màu đen đó cả nhà. Mà em cũng không ngờ rằng là nó đi hàng nhanh đến vậy luôn á. Mới ra lò thêm cho mình cái màu đen này luôn á. Mà bây giờ là hả, mỗi size giờ còn có mấy cái, mười mấy cái nữa thôi á. Hot cực kỳ luôn. Bây giờ là hiện tại là đang là kêu sự kiếm vải để may thêm nữa đây. Nhập vải thêm để may nè.
Công nhận luôn, cái tông màu đen này nó dễ mặc nên là nhiều, rất là nhiều chị đặt luôn. 1299 này cả nhà, có túi hai bên nha. Cái mẫu này là túi hai bên. Rồi sale luôn là 299k, mã này là DA1299 nha. Cổ vest luôn là chất tuyết mưa, dày dặn xịn sò, đẹp từng đường kim mũi chị cho mình nha. Dày nhưng mà mềm êm mát và không có bị nhăn nhầu và có co giãn luôn nha. Rồi các chị ơi, nãy giờ em thấy có nhiều chị mình thiếu số điện thoại á, thì các chị bổ sung luôn dùng em để mấy bạn sẽ lên đơn hàng cho mình nha, kẹo là bị sót đơn đó cả nhà. Tại vì bên em chốt đơn là dựa trên hệ thống lọc số điện thoại, ai có số điện thoại là mấy bạn sẽ chốt đơn trước cho mình ấy. Rồi 1305 xem M hả chị, đem xem thử còn không chị nhá. Hết hàng rồi chị ơi, 1305 chị còn ít L với 2X thôi. Đây mẫu này đây chị ơi, 1305 này còn ít L 2X xả luôn nha. Xả luôn nha cả nhà, 139 thôi. Một cái đầm sơ mi mà có 139 thôi cả nhà. Tại vì nó lại sai rồi. Sale luôn 139, 1305, 139k. Cả nhà ưng mình cứ lên đơn có túi luôn nha. 1305, 139k nè. Đó, em để đằng sau. Rồi đầm em đang mặc là 1299, sale với giá là 299k mẫu đầm này. Đầm cổ vest túi hai bên, vải này là chất tuyết mưa nha cả nhà ơi, vải bao xịn luôn. 299k mẫu đầm này, ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. 1299 và kèm số điện thoại nha. 1299 ok, chốt chị Thúy Võ luôn. Đầm này em có đủ size nha cả nhà. MLXL với lại 2X luôn, nhưng mà các chị lưu ý là mẫu này đi hàng rất nhanh nha. Mẫu này chứ đi hàng cực kỳ nhanh luôn nên là nó có thể hết hàng bất cứ lúc nào. Giờ mỗi size nó có mấy cái hoặc mười mấy cái là nhiều nhất thôi. Nên là hôm nay các chị ưng mình đặt luôn đi, mình đừng đợi đến ngày mai. Ưng mình đặt luôn nha cả nhà. Rồi em sale luôn cho mình với giá chỉ có là 299k. Mã này các chị ghi cho em là 1299. 1299 kèm số điện thoại chỉ có giá 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này, nhanh tay nha cả nhà ơi. Lên đơn liền luôn dùm em nha. Bây giờ em để mặc luôn cái đầm 1305 này luôn nha cả nhà. Cái này đắt tại nó còn hai size, em xả nhanh luôn, giá rẻ cho mình luôn, mình đặt luôn nhá. Rồi xong mẫu này chưa các chị, 1299 nè. Thiết kế màu đen lúc nó đẹp lắm, ở ngoài đẹp lắm nhưng mà lên hình thì lúc thì nó tối quá, lúc thì nó bị chói quá cả nhà ơi. Đây màu đen đây. DA1299 em chốt giá là 299k. Giờ em chuyển qua cho mình một cái mẫu khác nha. Chờ em một chút xíu nha, chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng cho em luôn, mã hàng với điện thoại nào. Nhanh tay lên cả nhà ơi, mẫu đầm tiếp theo em có cho mình đây. Cái này là em mặc size 2X nên nó sẽ hơi to đó nha cả nhà, mình thông cảm nha. Em không còn size nhỏ mà em mặc luôn cả nhà ơi. Em không còn size nhỏ nên là hôm nay em mặc luôn cái size 2XL này cả nhà. Đó. Nhiều chị hay hỏi em chứ em ơi mặc có giống như trên la không? Chắc chắn là giống rồi. Nhiều khi cái chị mặc size lớn thì em cho size lớn nó khác là khác cái kích thước thôi. Em không tính phí tăng size nha cả nhà. Mặc dù cái chị thao ví dụ may size M cái khổ vải cỡ này đi, khổ vải cỡ vậy đi, mà size 2X khổ vải nó to cỡ vậy đi, là bằng một cái lô vải đó may size M sẽ được nhiều cái đầm hơn, may size 2X sẽ được ít cái đầm hơn, nhưng mà em không tính phí tăng size đâu nha cả nhà ơi. Em sale vậy luôn, em sẽ đồng giá luôn các chị. Rồi bây giờ nhá, 1305 chỉ còn cho mình đó là XL với 2X, em xả luôn 139, 139k mẫu đầm này nha. Hai size cuối cùng nha cả nhà, đó là XL với 2X xả luôn 139k. Rồi ok, các chị cứ lên đơn đi nha cả nhà, tí nữa có nhân viên sẽ gọi điện chốt cho mình. Rồi nếu mà trễ quá mấy bạn không kịp chốt thì ngày sáng mai mấy bạn chốt tiếp. Rồi đầm em đang mặc trên người cả nhà, ghi cho em 1305, thông cảm giúp em hết size nhỏ rồi nên em mặc size luôn size 2XL nha cả nhà nha. Nó hơi to, nó hơi rộng so với em nha. Rồi 1305 đầm nó có túi luôn. Rồi có túi hai bên và lụa mango có co giãn luôn. Đó, các chị thấy chưa? Mặc lại sao giao vậy hết à. Rồi em sale luôn 139k, chiều dài bao nhiêu hả chị? Giờ em cũng chưa đo, em không biết chiều dài nó bao nhiêu nữa, nhưng mà em là cao 1m62 này chị. Em cao 1m62 này, form này tới đây nè. Đó, vừa phải chị ơi, dễ mặc, ai cao ai thấp mình mặc được hết luôn. 1305 sale xả kho 139, còn sót kho lại đúng hai size cuối cùng là XL với 2X, mỗi size còn mấy cái thôi cả nhà ơi. Nên là ai nhanh thì còn, ai chậm là coi như hết hàng luôn cả nhà. 139k các chị ơi, nhớ chia sẻ like dùm em nha. Nhớ chia sẻ like dùm em nha cả nhà ơi. Đầm em đang mặc trên người chốt sale với giá chỉ có 139, 139k mẫu đầm này. Cả nhà ơi, đầm này 99k nè các chị. 1249 để em xem coi. 1249, 1249. Rồi, hết XL luôn rồi. M, L và XL hết sạch, còn 2X thôi, sale luôn 99k. 1249 em sale 99k tặng cho cả nhà mình nha. Các chị ơi, chia sẻ like dùm em nha. Ai chia sẻ em lên đơn, giá em sale là 99k.
99k, mẫu này 1249 bạc, kèm sinh thoại cho em nha. 1249 giá 99k. 99k em đầm lại nha cả nhà, chốt liền nha, kẹo hết nha. Cái này là em còn có 2x thôi đó. 2XL tầm 84 hoặc 86 chữ xuống vừa, 99k chia sẻ là có đơn liền. 1305 ok chị Hồng Võ luôn, 139k mẫu đầm này nè. 1305 rồi, chị nào lấy cứ đặt hàng cho em luôn. 1305 ok chị Quốc Thịnh luôn nha. Mẫu này em sale 139k, đầm này nó có túi hai bên và vải này là lụa mango, mặc êm mềm và mát cho mình nha. Các chị ơi, còn cái đầm này nữa nè, cái đầm nào, đâu rồi? Có 89k cái đầm thôi nha các chị. 89k thôi nè. Trời ơi. Hôm nay mình ráng mình gom hàng các chị ơi, ưng mẫu này các chị chốt luôn đi đây. Đầm này là em sale có 89k thôi nha. Mình nhưng mà mình nhớ chia sẻ like để em chốt nha. Cái này là 1242 nha cả nhà. Các chị đặt liền đi kẹo hết đó, còn hai size XL với 2X. Mỗi size em còn mấy cái cuối cùng nữa thôi là sạch kho luôn. Em tặng cho mình ngày hôm nay giá 89k. Mã này các chị ghi cho em là 1242 kèm cho em số điện thoại. 1242 kèm số điện thoại, 89k thôi nha cả nhà ơi. Lụa hàn, túi hai bên luôn, cổ là viền ren và đóng nút ngọc trai này các chị, xung quanh cái phần cổ này luôn. Rồi em chốt cho mình ngày hôm nay là 89k. Còn XL với 2X, 2X là eo 84, 86, 88 mặc vừa. Còn size XL ha, eo tổng khoảng là 80 hoặc 82 chữ xuống vẫn vừa luôn nhẹ nhàng. Giá sao là 89k luôn, lỗ luôn, chơi luôn, sale sốc luôn các chị. 1242 nha, 89k. Rồi đầm em đang mặc 1305 xong chưa cả nhà ơi? Bây giờ em qua nhanh mẫu khác được chưa ạ? Đầm này em chốt luôn cho mình ngày hôm nay chỉ có là 139, 1305 còn XL với 2X nha cả nhà. Rồi giờ em qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. 1242 ok chị Kim Cương luôn nha. Chị Kim Cương lên đơn hàng cho chị luôn ạ. Rồi chờ em một chút nha, em chuyển qua một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Các chị ơi mình đừng quên chia sẻ like nha cả nhà ơi. Đầm tiếp theo em lên cho các chị đây là 1321. Đây nha cả nhà ơi, em lên cho mình đầm này. Chị Lan Phạm 1305 ok chị luôn. Rồi 1321 là đầm em đang mặc trên người đây. Mẫu đầm này nha cả nhà, ôm body và nó sẽ có cái xẻ tà hai bên là đến cái phần ngang đầu gối này, vừa phải và dễ mặc nha. Xoắn eo cả nhà ơi, tạo điểm nhấn và che bụng rất là tốt luôn. 1321 này nha, em sale luôn cả nhà ơi, 199k ngày hôm nay nha. Bình thường các chị mua đầm này là 299, còn trong line này mình được chốt luôn có 199 thôi ạ. 199k chị Nguyễn Hà 1242. Ok chị nhớ chia sẻ dùm em để em chốt đơn chị nhé. Quá đẹp luôn các chị ơi. Mẫu này á là 1321 nha các chị. Còn có màu nâu nè, màu nâu này là 1322. Hai màu luôn các chị ơi. Màu nâu là 1322, còn màu vàng này là 1321 nha. Tổng em có hai màu và em sale đồng giá luôn. Thay vì bình thường mình mua là 299 thì trong line này em chốt luôn là giá 199k. Chất vải này là chất Away, nó có co giãn nhiều, co giãn là 4 chiều cho mình luôn. Co giãn là 4 chiều cho mình luôn này, khi các chị mặc nó rất là thoải mái, dễ chịu nha. Không có nhanh nhậu, không có xù lông, không chạy nhão vải. Đầm này em sale luôn cho mình là 199k. Giá gốc là 299, còn hôm nay chốt luôn còn có 199 nè các chị. Xoắn eo như vậy chị nào có bụng hạt che bụng hoàn toàn cho các chị mình luôn. 1321 là màu vàng, 1322 là màu nâu. Các chị nào mình muốn xem màu nâu không, mình đợi em một xíu đi, tí nữa em mặc cho mình xem màu nâu luôn. Nhẹ nhẹ ha. Đó giờ em mặc trước mắt là em mặc màu vàng trước nè. Ồ cái vải này nó mát rười rượi cả nhà ơi. Nó mịn và nó mát lắm luôn nha. Và co giãn nhiều, 40kg 65 hoặc nhiều khi là 68kg mặc vẫn vừa vô tư luôn các chị ơi. Co giãn nhiều lắm. 1321 là màu vàng, 1322 là màu nâu. Tổng em có hai màu và sale hôm nay có 199 thôi. 199k thôi nha cả nhà ơi. Chị nào mà lấy mẫu nào cứ đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nha, để em chịu hàng luôn trên line này cho cả nhà mình nè. Rồi nhanh tay lên đơn sớm cho em luôn nha các chị ơi, chốt lên liền nha. Chị Mỹ Trang ok nè, 1321 nè. Em thấy có nhiều chị là họ đặt luôn một lúc hai màu luôn cả nhà. Và luôn một lúc hai màu luôn á. Tại vì thực sự luôn các chị nhận được hàng các chị sẽ thấy là rất là rẻ, vải thì rất là đẹp luôn á. Mặc nhiều khi mặc không muốn cởi ra luôn, cái chất nó rất là ghiền. 1321 màu vàng, ok chị Mia Võ nè. Rồi các chị ơi còn màu nâu này chị nào ưng cứ lên đơn hàng cho em là 1322 màu nâu nhá. Giờ em sẽ mặc qua nhanh cho mình xem cái màu nâu luôn nha. Màu vàng xong chưa cả nhà ơi? Cố gắng mình chốt liền nha cả nhà, kẹo hết nha.
Cái phần xẻ tà này vừa phải lắm, không quá cao đâu, nên là các chị các cô mà chung tụ mặc được hết luôn nha. Mẫu tiếp theo lên cho mình là màu nâu. Rồi chờ em vài giây nha cả nhà. Mặc nhanh cho các chị mình luôn nè. Đây các chị ơi, 1322. 1322 là màu nâu này cả nhà. Đó. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em nha. Cái bữa ơi. Cái bữa ơi. Ở đây. Ở đây. Ở đây nằm nè. Ở đây nè. Đó, ở đây nằm nằm. Nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Nằm đây đi. Rồi đầm này em sale luôn cho mình nhá. 199k. 199k mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Co giãn nè các chị ơi. Co giãn thoải mái luôn nha. 40kg đến tầm khoảng là 65 hoặc 67kg mình mặc vừa luôn. Rồi ước mẫu này các chị lên đơn liền nha. Vậy là em đã lên hết hai màu rồi. Nó có hai màu thôi nha cả nhà ơi. 131 màu vàng với lại 1322 là màu nâu. Cái đầm này là dễ mặc lắm, 40kg đến tầm 65kg, 68kg mặc vẫn vừa, thoải mái luôn và nó che bụng. Body nhưng mà lại không có lộn xộn lộ khuyết điểm nha, che bụng rất là tốt. Chị Mai Son ok em chốt cho chị 1322. Nhớ cho em thêm số điện thoại chị nhá. 1321 là màu vàng, đây em chờ sau này. 1321 màu vàng đã mặc rồi nè, còn cái màu nâu này là 1322 nè. Sale luôn với giá là 199k mẫu đầm này. Ơn mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng liền dùm em. Ngay bây giờ nha, em chịu hẹn luôn. Chất đẹp lắm, mềm êm và mặt mát lạnh luôn. Co giãn thì nhiều, vải này không có bị xù lông nha cả nhà ha. 199k thôi. Màu vàng là 1321 nè. Màu nâu là 1322 nè. Rồi nhanh tay nha cả nhà. Các chị thấy nè, cái phần xẻ tà em không xẻ cao, em xẻ ngang cái phần đầu gối thôi. Nên là mình không có sợ bị hở đâu nha cả nhà. Đi lại thoải mái vô tư luôn cho em nha các chị. Mà đi lại nó tạo cái điểm nhấn nè, đúng cái xẻ tà như thế này rất là đẹp luôn. Rồi em sale luôn trên line 199k, có tổng là hai màu cho các chị mình nha. Bình thường các chị mua sẽ là 299k, còn trên line này mình được chốt luôn là 199k. Màu vàng các chị ghi cho em mã là 1321 và màu nâu mã là 1322 nha cả nhà ha. Rồi nhanh tay lên đơn hàng liền luôn các chị ơi, chỉ có giá là 199k thôi, quá rẻ luôn các chị ơi. Quá rẻ luôn, chốt liền nha các chị. Tại vì hiện tại là trong line này mình mới được ưu đãi giá sale thôi, còn hết chương trình rồi tăng lại 299k mất tiêu rồi. Đây cái phần xoắn eo này nè, che bụng rất là tốt cho các chị mình luôn. Rồi 1321 màu vàng, 1322 màu nâu nha cả nhà ơi. Đủ hàng đủ size luôn. Đây các chị nhìn cho em coi giãn rất tốt nha. Rồi ai ưng mẫu này thì các chị cứ chốt nhanh ngay bây giờ luôn nha. Em chịu hàng ok chị Mỹ Loan, em lên đơn hàng cho chị Thanh Châu ok luôn. Còn chị nào mới lấy mẫu nào thì các chị đặt liền nha cả nhà ơi. 199k giảm ngay 100.000 đồng so với giá bán bình thường luôn nha. Cố gắng mình lên đơn liền nha. Bây giờ nè, tiếp tục nè, em sẽ lên xã hàng nữa nha. Gì đó? Đây đi nằm đi. Rồi, bây giờ em sẽ qua mẫu đầm khác nha. Đâu rồi? Lên tiếp tục sale cho cả nhà mình nữa nè. Các chị đợi em một chút xíu nha. Rồi, em sẽ lên đầm ôm body đuôi cá xả kho nè cả nhà ơi. Em sẽ lên cái mẫu đầm ôm body đuôi cá này xả kho cho cả nhà mình luôn nha. Rồi em một chút nè, em mặc luôn nè. Trời ơi, giá rất là rẻ nha các chị. Ôm body đuôi cá. Ai lấy mẫu nào các chị comment cho em luôn là mã với điện thoại liền nha các chị đây. Mẫu đầm tiếp theo 1270 nha các chị. Mẫu đầm này là coi như hôm nay là chơi lớn luôn. 1270 sale không lợi nhuận luôn. Còn có 3 size thôi, đó là size L nè, size XL với 2X, mỗi size còn mấy cái cả nhà. Xả nhanh nha các chị. 139k mẫu này. Trời ơi các chị ơi, nhanh tay lên đơn liền kẹo hết nha. 1270 kèm số điện thoại cho em nè, 139k. Nút nè các chị ơi, nút ngọc trai nè ha. Ôm body nè, đuôi cá vạt xéo cho mình. Nó tôn dáng cực kỳ luôn cả nhà. Bây giờ vào đầm này á, chị nào mà mình sợ mình tự ti dáng mình không đẹp mà không dám mặc đuôi cá. Các chị ơi, thay đổi suy nghĩ liền, lấy ngay cái đầm này mặc là dáng mình đẹp liền. Tại vì sao ạ? Tại vì mẫu đầm này nè, các chị em may cho mình cái đường cong, cái đường bo đường cong ở đây cho các chị nè. Các chị mặc những cái vòng ba nó sẽ to hơn. Và hà eo luôn luôn là em nhấn cái phần nhỏ nhất rồi nha. Form chuẩn luôn eo nè.
Đó, nên khi các chị mặc lên nhìn dáng rất là đẹp luôn nha. Và đuôi cá này em làm vạt xéo nên đi lại nè, đứng lên ngồi xuống thoải mái, không bị chật, không bị khó chịu đâu. 139k xả gốc ngày hôm nay luôn nha, 139. 139k, ai lấy mẫu này lên đơn. Có cho mình màu khác nữa nè. Có cho mình màu vàng nữa nha các chị ơi, cái này em có hai màu. Vải lụa mango nha cả nhà, cái này là thực sự ai mà mua. Bữa giờ bên em đã may rất nhiều đầm vải lụa mango rồi, nó vải này nó rất là ok nha cả nhà. Không cần phải may hai lớp, may đúng một lớp thôi. Nhưng mà đảm bảo thứ nhất là không bị xuyên thấu, thứ hai là lên phong chuẩn phong cho mình và mềm, êm, mát, co giãn cho mình luôn. Màu vàng này các chị ghi cho em là 1269 nha các chị. 1269 còn một cái M, hai cái CL và còn lại là cũng chỉ còn XL với 2X thôi nha. Rồi em chốt luôn cho mình ngày hôm nay với giá chỉ có là 139k, sale tặng luôn các chị ơi. Sale chi ăn luôn. Rồi ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nha. 1270 là màu xanh. 1269 màu vàng. Đây em uống được màu vàng mình xem. Có 139 thôi cả nhà. Màu vàng này có đủ size nhưng thật sự là hai cái mẫu này size M, size L là nó còn một cái, hai cái thôi. Chứ không có nhiều cả nhà ơi. Em chốt nhanh ngày hôm nay cho các chị mình luôn á. Là giá chỉ có là 139k nhá. 139k. Rồi chia sẻ like liền giùm em nào cả nhà ơi. Chia sẻ like liền giùm em nhé. Chốt đơn ngay bây giờ là có 139 thôi nè. Quá rẻ luôn các chị. Ai lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, lên đơn liền nhá. Ok chị Thanh Bình Ngô, chị ơi cho em thêm số điện thoại nữa nha, để mấy bạn gọi điện chốt đơn hàng cho mình. 1269 ok chị Hương Đào luôn. Này em có hai màu nha cả nhà. Màu vàng là 1269 nè, còn cái màu xanh này là 1270. Tổng em có hai màu và xả hàng hết đồng giá luôn, còn có 139 thôi. 139k thôi nha cả nhà ơi. Cố gắng mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em nha. Em chốt sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn. Rồi hôm nay sale toàn tập nha các chị ơi, còn gì em sang lấy hết luôn. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha cả nhà ơi, đang đợi các chị phía sau. Còn rất là nhiều đầm luôn. Cứ từ từ nha cả nhà ơi. Rồi, ai lấy mẫu nào các chị mình đặt hàng cho em nào. 1270 là màu xanh và 1269 là màu vàng nha cả nhà. Rồi, nhanh tay lên các chị ơi. Bây giờ để em lên trước một cái đầm hoa này, cái mẫu này mới nè. Mẫu này mẫu mới luôn. Chờ em xíu nha. Mẫu nào các chị tranh thủ mình lên đơn liền cho em nha. Mẫu tiếp theo đây. Đầm này của em sẽ có cho mình là 4 size nha. Mã này là 1346, chất vải mango 1346. Rồi sale luôn cho nhà mình. Cái màu này ha, rất là lạ mắt luôn nè các chị. 1346 nè ha. Ngày hôm nay 1346 mình sẽ được chốt sale luôn với giá chỉ có là 299k. Trong khi đó giá gốc nó là 450 đó nha các chị. Một mẫu đầm được may từ 7 mảnh ghép lại với nhau. Phía đằng sau là 4 mảnh nè, phía đằng trước là 3 mảnh nè ha. Và phía đằng trước này là bên em cắt điệu cho mình. Đó, xếp ly giống như một cái hình cái nơ đã cả nhà ha. Rất là xinh luôn. Rồi phong chuẩn đẹp luôn. Cái màu này giống một nâu nâu đỏ đỏ cả nhà ha. Rất là sang. Hôm nay em sale mẫu này cho các chị chỉ có 299k. Cả nhà ghi cho em mã này là 1346 và kèm số điện thoại cho em nha. 1346 và kèm số điện thoại. Ngày hôm nay chốt sale luôn với giá là 299 nha. Ok chị Khiết Ngân, em lên đơn hàng cho chị luôn. Rồi 1346 nè cả nhà ơi, đầm 7 mảnh nhá. Ở đây em cao 1m62, form đầm này dài là qua gối luôn nè các chị ha. Đầm này mặc lên form chỗ nó như giống như đo may riêng cho mình cả nhà. Ôi cái form này đây, may từ 7 mảnh ghép lại, mình mặc lên cái form nó tròn người nè ha, nó gọn người cho mình. Ok chị Nguyễn Thị Yến, em lên đơn luôn. 1346 mẫu đầm này các chị ơi, mình lên đơn liền giá ngày hôm nay. Shop sẽ sale luôn cho các chị mình với giá chỉ có 299k mẫu đầm này thôi nha. 299k mẫu đầm này, vải này nó có co giãn. 450 em sale trên like là 299. Chị nào mình thích mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng nè, với số điện thoại cho em liền nha. 1346 và kèm số điện thoại luôn. Đủ hàng và đủ size. Đủ hàng và đủ size cho các chị mình luôn. Trong tầm từ 40kg đến 65kg là vừa. Chất rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Chất rất là xịn sò luôn á. Mềm mịn êm. Vải này là vải mango nha cả nhà ơi. Rồi mặc thoải mái dễ chịu luôn. Rồi 13. Em đọc nhầm mã hả? Chết rồi, em mặc là đọc nhầm mã hay sao rồi này chị Huyền Đỗ ơi, mẫu này là 1346. Em đọc nhầm là 1320 hả chị? Xin lỗi chị. Đầm này là 1346 nha.
Hình như đọc nhầm hay sao ấy, thế chị Hiền Đỗ đã đặt nè. Chị ơi mẫu này là 1346 nha, 1346 đồng em đang mặc trên người ạ. À, xin lỗi nếu như mà em đọc nhầm nha. Rồi, em đang nghĩ trong đời em mặc cái đầm đó. Đây, cái đầm 1320 là mẫu này nha. 1320 mẫu này 179k. 1320 hôm nay sale 179k nha cả nhà ơi. Em đang nghĩ trong đầu em định mặc mẫu này, chắc em đọc nhầm mã luôn rồi. Đây cái chị ơi, đầm này của em là DA1346 và giá ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình với giá chỉ có là 299k mẫu đầm này 1346 và kèm số điện thoại cho em nhé. 1346. À vậy hả chị, em tưởng em đọc nhầm mã chứ. Rồi ok chị Huyền đổi nha. Vậy là chị đặt mẫu này đúng không? Rồi cái chị ơi, tiện thì em giới thiệu luôn cho mình nhé. Mẫu đầm này là 1320. 1320 mẫu đầm này em có đủ size luôn. Thôi vậy thì đủ size thì tôi vậy nữa mặc nhanh, tôi giảm giới thiệu sơ sơ nha. Mẫu này đang được sale giá sốc cả nhà ơi, 179k. 179k nữa đó cả nhà. Chị nào thích mẫu này thì mình lên đơn luôn hoặc đợi tí nữa mà. Nhưng mà các chị nhớ đặt nhanh tại vì số lượng ít nha. Đó, nhanh tay thì còn mà chậm tay là hết ngay nha cả nhà ơi. Mã em đang mặc trên người là 1346. 1346 sale với giá là chỉ có 299k, đầm bảy mảnh ghép lại với nhau đó nha cả nhà ơi. Chuẩn form vải đẹp luôn, chất này là miễn chê luôn cả nhà. Sale luôn giá 299, ok chị Diễm Nguyễn nha, 1346. Hôm nay các chị ráng một đơn đi cả nhà, đơn từ 597.000 đồng trở lên sẽ được miễn ship toàn quốc luôn nha cả nhà. Cố gắng mình gộp đơn giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình một mẫu đầm tiếp theo nè. Mẫu đầm tiếp theo ở đây là 1320 đây cả nhà ơi, đẹp lắm. 1320 đầm em đang mặc nè cả nhà ơi, ôm bà rì đuôi cá nha, chuẩn form cực kỳ luôn. Trời ơi cái đầm này hôm nay sale có 179, không tin nổ luôn cả nhà, nó rẻ dã man luôn. Đây nè, có đính cho mình ba cái bông hoa và đính đá nè cả nhà, form chuẩn luôn nha các chị ha. Đó, eo em 62 mặc hơi rộng chứ các chị mặc vừa form và đẹp hơn em nhiều. Đây em kẹp lại cho các chị xem cái form của nó, chuẩn lắm luôn các chị ơi. Trời ơi các chị nhìn cho em coi, bao đều đôi cá các chị. Dù cái em hay nói cái chị đó, nếu như chị nào mình, tại vì nhiều chị hay tự ti là sợ dáng chị không đẹp, chị không dám mặc đầm đôi cá, không phải đâu. Đầm này dáng không đẹp thì mình mặc cái đầm này lên sẽ giúp cho mình dáng mình đẹp lên nha cả nhà. Tại đây các chị nào, thứ nhất là bên em đã lên form chuẩn ở eo ở đây rồi, và từ đây là bên em tạo cái đường cong bo cong đây cho các chị. Những cái vòng ba mình có vòng ba liền và vòng an gian cho mình được số đo vòng ba là đồng thời giúp mình che bụng luôn. Và ở đây nè, nó sẽ ôm nhẹ và xè ra như vậy, mình đi lại thoải mái dễ chịu luôn nha. Rất là sang luôn, 1320. Ngày hôm nay em sale cho mình chỉ có 179 thôi. Cái này em xả nhanh nha, tại vì cái này em ít lắm luôn đó các chị ơi. Em gần hết hàng rồi. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình là chỉ có 179. Cái chất này bao êm luôn. Đây là các chị ở đây em có một cái nữa nè. Đó, mặc làm sao là giao như vậy hết nha cả nhà ơi. Quá đẹp luôn các chị. Cái này là cái 2X nè. Rồi để em thử đo, khoan, để em thử đo sự với nha. Tại vì body mình nhớ trừ hào xíu, body nó hơi ôm ôm với cả nhà. Ok, rồi các chị ơi, mẫu này nha, size 2X là eo 80. Nếu mà bon chen xíu thì eo 82 thôi nha cả nhà. Eo 80 hoặc là nếu có giãn xíu nữa thì eo 82 thôi. Rồi, chị nào mình lấy đặt hàng liền em sale giá 179k, eo 80 hoặc bon chen thì eo 82 trở xuống vừa mẫu này. Mã các chị ghi cho em là 1320. 1320 kèm số điện thoại 179k nhá. 179k sẽ nhanh luôn. Bình thường đầm này các chị mua phải là 299k trở lên. 299k trở lên, còn trong line này á mình được chốt luôn á là chỉ có giá là 179k thôi. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng sử dụng em ngay bây giờ nha. 1320 và kèm chăm số điện thoại nào. 1320 và kèm số điện thoại 179k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay lên đơn hàng sớm giùm em nha cả nhà ơi. À, cái này nè các chị ơi, nó có co giãn nha. Vải này nó có co giãn mềm êm mát và không có bị nhăn nhầu luôn. Chốt ngay bây giờ với giá là 179k mẫu đầm này. 179k thôi. Rồi chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng sớm giùm em. 1320 kèm số điện thoại. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục em sale nữa cho các chị mình nè. À, ngày hôm nay lên chương trình sale rất là nhiều mẫu nha cả nhà. Cứ từ từ mình theo dõi luôn. Chị nào mình thích mẫu nào thì mình đặt hàng cho em luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm. Một cái mẫu đầm này, form này là form suông nha cả nhà ơi.
xíu nha. Suông nhưng mà mình có thể mặc dạng phong chữ A hoặc phong xề được. Và em vài dây nè. Cái mẫu đầm này nha, nó có cái sợi dây là dây rời nè các chị. Đó, mình cột trước cột sau ok luôn. Chị Mia vỏ ok chị nha. Đầm body đuôi cá 1320 nè. Rồi bây giờ đầm này nè các chị, cơ bản cái phong nó như thế này nè. Đó, bầu bì quang trên được luôn nha cả nhà ha. Vải này là lụa Nhật nha, nên là các chị mặc nó mát lắm, nó không có bị nhăn. Rồi 1315, ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình là chỉ có 159. Các chị thấy không, chị nào mà thích mặc vào gọn người ấy, phong chữ A thì các chị cổ đằng sau. Ai mà thích phong chuyển xẻ thì các chị đồ cổ đằng trước. Đây phía đằng sau đây cả nhà ơi, có cái dây cổ eo này cả nhà. Nên mình mặc không có sợ bị rộng đâu các chị. Mình không sợ bị rộng đâu. Đầm này rất là dễ mặc luôn. Có túi hai bên cho cả nhà mình nữa nha. Mã này các chị ghi cho em là 1315 và kèm số điện thoại. 1315 và kèm cho em số điện thoại. Em trừ hàng sale luôn 159k mẫu đầm này. Vải này nó có co giãn nha cả nhà ơi, không có bị nhăn nha. Vải này là lụa Nhật đó các chị. Chất rất là mát luôn, có túi hai bên cho mình nè. Hàng em mặc like làm sao là giao hàng y chang như vậy hết, cả nhà cứ yên tâm nha. Rồi mẫu đầm này ai lấy cứ đặt hàng cho em luôn. Mã số với số điện thoại cho em nè. 1315 nha cả nhà ơi. 1315 đầm em đang mặc nè. Đó, các chị thấy chưa? 1315 nè. Form nhiều khi các chị mình thấy như ủa sao rộng thế? Sao rộng thế sao mặc, nhưng không phải đâu, tại vì cái này nè nó có cái dây rồi. Nên là các chị eo tới đâu cột tới đó thôi. Tính ra là những cái mẫu mà có dây như vậy rất là tiện đúng không các chị ha? Rồi đây chị đã thích form xề thì các chị cột đằng trước cho em nhé. Chị đã thích form xề các chị cột đằng trước cho em. Mã này cả nhà ghi cho em là 1315 và kèm số điện thoại nào cả nhà ơi. Xuất sắc luôn. Giá ngày hôm nay em sẽ sale cho mình là chỉ có 159k thôi. 159k mẫu đầm này thôi nha cả nhà. Lụa Nhật này có chị nào đã mình đã được trải nghiệm cái vải lụa Nhật chưa cả nhà? Nếu mà có rồi mình comment giúp em xem vải lụa Nhật nó như thế nào nha. Hoặc nếu chưa thì em khuyên hôm nay các chị nên trải nghiệm đi các chị ơi. Cái chất này nó rất là êm luôn. Vừa êm, vừa mềm, vừa mát, vừa co giãn nữa nha cả nhà. Vải này thực sự nó rất là tuyệt vời. Em khuyên trên hàng các chị nên mua trải nghiệm luôn. Có 159 thôi cả nhà ơi. Chị Nguyễn Hà ok nha, 1315. Rồi các chị ơi, ủa, size M hết rồi ta. Các chị ơi không sao. Cái size L, các chị ơi, em thấy hệ thống nó đang bị hết size L rồi. Nhưng mà ai size L các chị giảm xuống size M mặc vẫn vừa. Tại vì cái form này cơ bản là form suông mà cả nhà. Hết size L giảm xuống size M bao vừa nha cả nhà. Này cả nhà nhìn dùm em cái phong cơ bản nè. Ai hết size L thì cứ giảm xuống size M mặc cho em nha cả nhà, không sao hết nha. Hết size L giảm xuống size M mặc ok luôn nha cả nhà, không sao cả. Form này nó còn rộng lắm. Nên là nhiều khi em nói các chị là bầu bì bon trên vẫn được mà. Rồi 1315 159k. 1315 sale giá 159k nha cả nhà ơi. Lên đơn liền cho em nha. Ừ. 159k mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị mình comment cho em là mã hàng nè, với số điện thoại cho em nha. 1315 cho chị Thanh Trúc nè, em sale nè. 159k thôi cả nhà ơi. Còn chị nào mình lấy mẫu này thì mình comment ngay bây giờ cho em nè, là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại cho em nha. Em trước sale ngay bây giờ, giá chỉ có 159k mà thôi. Lên đơn liền cho em luôn nha cả nhà ơi. Lên đơn liền cho em luôn nha, chuẩn bị em qua mẫu đầm khác nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Còn chị nào mình lấy mẫu này cố gắng lên đơn liền nha cả nhà ơi. Sale luôn giá 159k đầm này. 159k thôi, quá rẻ luôn các chị ơi. Quá rẻ luôn. Rồi, bây giờ nha các chị. Em sẽ lên mẫu khác, chị nào mình thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em. Đầm sơ mi hả chị? Đầm sơ mi thì nãy em có mặc like cho mình mấy mẫu đầm sơ mi rồi đó chị. Đặc biệt là ở đây em có cái mẫu này mới về nè. Chỉ có 299 thôi, mã này các chị ghi cho em 1338 nè. 1338 đầm hoa nhí nha. Đầm hoa nhí vải này là cũng là à vải này lụa mango nha và có túi. Có túi hai bên cho mình. 1338 bên sau là 299k. Nếu chị nào chưa kịp xem thì có thể xem lại like nãy. Nãy em có mặc rồi, tí nữa mình xem lại sẽ thấy. 1338 sale giá là 299k nha. Rồi 1315 còn chị nào ưng ý thì mình lên đơn, giá sale là 159 nha cả nhà. Bây giờ nè, em sẽ lên cho mình một cái đầm này. Sang vô cùng, trời ơi, cái đầm này thì không thể nào mà bỏ lỡ được nha cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn nè các chị, mẫu mới bên em nha.
Đợi em xíu ấy chị ơi, xuất sắc thật sự luôn á. Đẹp lắm, đẹp lắm. Làm này nha. Trẻ tuổi cũng được, hoặc là trung tuổi mình mặc đều được với mẫu đầm này luôn. Đợi em xíu nha cả nhà. Mẫu đầm tiếp theo của em lên cho mình một cái đầm ôm body cổ độ nha các chị ơi. Sang cực kỳ, cái cổ này là các chị mình có thể tự tùy chỉnh được nha. Tự tùy chỉnh được luôn. Đây, em thấy cổ cao cao thì mình chỉnh lên cho em như thế này rồi. Rồi, đầm em đang mặc trên người đây. Các chị ghi cho em mã này là DA1345. 1345 nha cả nhà. Và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa nè. Ngày hôm nay em sale cho các chị mình luôn. Mẫu đầm này với giá chỉ có là 299 thôi các chị ơi. Quá đẹp luôn. Xuất sắc chưa các chị? Ai lấy mẫu này các chị nhớ nhanh tay mình lên đơn liền dùm em nha. Chị nào mà thích cổ sâu mình chỉnh xuống như thế này. Còn chị nào mà thích cổ cao cao hơn thì mình gấp lại, mình chỉnh lại cho em như thế này là được nha. Đó. Đó vậy nhà ơi. Rồi, ưng mẫu này các chị lên đơn cho em luôn. Mã này cả nhà ghi là DA1345. Đây, phối thêm cái dây đai vô đi cả nhà. Cái đầm này phối dây đai vô sang lắm. Đó, xuất sắc chưa các chị? Đầm này á, nó sẽ xếp ly ở đây nè. Nó xếp ly để nó che bụng luôn. DA1345 và kèm số điện thoại gấp nè các chị ơi. Siêu phẩm này ngày hôm nay mà chị nào là trễ dù khi hết đó cả nhà. Bữa giờ em thấy đơn hàng mẫu này quá chừng luôn. 1345. Đầm này da gốc em bán là 450 và trên line này các chị sẽ được chốt sale với giá chỉ có 299k. 299k mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt liền. À, chị Kim Trần mình cứ inbox cho em kèm số điện thoại sẽ có nhân viên hỗ trợ luôn chị nha. Rồi ok, chị Mai Hồng Vũ em lên đơn luôn, cột đơn hàng cho chị luôn. Mã này các chị ơi, DA1345. 1345 đầm em đang mặc nha. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình với giá chỉ có là 299.000 đồng. Vải này là siêu co giãn luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Mẫu đầm này mà chị nào bỏ lỡ là hơi tiếc nha. Đầm sọc hả chị? Đầm sọc em mặc rồi chị ơi. Đầm sọc em mặc rồi. Đầm này đúng không? Đầm này là 1291, em sale có 179 thôi chị ơi. Đủ size nha, chị cứ lên đơn 1291 kèm số điện thoại. Đầm em đang mặc đây là DA1345. Ở đây nó xếp ly cho các chị mình nè. Hai cái bên này nó xếp ly đầu rang luôn và nó che bụng rất là tốt. Các chị ơi, đai không kèm đầm, đai này em đang phối phụ kiện cho mình xem thử thôi. Cơ bản cái form nó như thế này nha. Cơ bản form như thế này đây các chị. Đó, ai lấy mẫu này các chị đặt cho em, vải này co giãn rất là nhiều. Nên là 40kg đến tầm 65 hoặc là 70kg vẫn vừa luôn cả nhà. 40kg tầm 65 hoặc 70kg mặc vừa mẫu đầm này luôn. Quá sang chưa? Tôn giá cực kỳ, trẻ tuổi hay là trung tuổi mình mặc được hết. Phải co giãn nhiều nên các chị không có lo chật chội khó chịu hay gì đâu nha cả nhà. Rồi, em sale luôn trên line này cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có 299k mà thôi. Giá gốc là 450 và trên line này mình được chốt giá chỉ có 299k mẫu đầm này. Lên đơn liền nha cả nhà ơi. DA1345. Trời ơi, cái mẫu đầm này xuất sắc quá các chị ơi. Vải này không hề ngứa nha các chị. Mềm, êm, mát, co giãn là siêu 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 tốt luôn. Mà không ngứa ngáy, không khó chịu đâu. Co giãn nhiều lắm nè các chị. 40kg đến 70kg được luôn. Đầm này mình mặc ôm mới đẹp nha cả nhà nên các chị. Đó, nên là thậm chí là tại vì vải co giãn nên là 70kg mặc được. Đầm này các chị ơi, nhanh tay lên đơn cho em nha. Đi tiểu mình phối thêm một cái túi xách hay một cái ví tay cầm là ok rồi. Chị nào có dây đai thì mình phối dây đai vô cho em như thế này cũng rất là sang. Không phối cũng đẹp rồi mà tùy ý chị nào thích mà tạo điểm nhấn thì mình phối thêm cho em nha. DA1345. Đầm này giá gốc 450 trên live sale luôn trên, chỉ có giá là 299. Ok, chị Kim Dung 1345 chốt cho chị nè. 299k mẫu đầm này, chị nào mình lấy thì mình cứ đặt hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã hàng nào phối điện thoại cho em nha. Đó, các chị ơi, phía đằng sau là có sẽ tà cho mình nha. Form này lên rất là chuẩn form cho cả nhà mình luôn. Chị nào mình ưng đặt liền ở đây, nó có xếp ly cho mình nha các chị. Nó có xếp ly ở cái phần bụng này cho mình nè. Cái này ở ngoài chắc nhìn rõ hơn, trên line không rõ rồi. Ở đây nè, nó xếp ly hai bên này là đều rang qua như thế này luôn các chị ơi. Đầm này em sale cho mình là 299k ở trên live, giá gốc là 450 nha. Cái phần cổ này chị nào thích sâu xuống hơn nữa thì mình tùy chỉnh cho em lại nha cả nhà ơi.
Có chị nào, tại vì tùy ý mình, nhiều chị thì thích cổ sâu sâu cơ. Nhiều chị thì thích cổ sâu sâu cơ. Còn nếu mà chị nào thích cổ mà cao cao hơn thì mình tùy chỉnh lại, mình chỉnh cao lên cho em nha cả nhà ha. DA13, DA1345, 1345 và kèm số điện thoại luôn. Giá ngày hôm nay em chốt sale là 299k nha các chị. 40 kg đến 70 kg ok mặc vừa luôn. Rồi mình nhớ lên đơn hàng ngay cho em là cả nhà ơi, quá đẹp ha. Ở đây em cao 1m62 nè, 47 kg nha. Em đang mặc mẫu này size M. Phải coi giãn rất là tốt cho cả nhà. DA1345 và kèm số điện thoại luôn. 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này nha. Ok này chị Ngọc Trang, em chốt đơn là 1345. Cả nhà ơi mình cố gắng lên đơn hàng liền nha. Đừng quên bấm theo dõi Trang và chia sẻ like giùm em nha. 1345 em chốt sale ngay bây giờ với giá chỉ có 299 thôi các chị ơi. 299k đầm em đang mặc 40 kg đến 65 kg, bao vừa, 70 kg bon chen được luôn. 70 kg bon chen được luôn cả nhà ơi. Tại cái chất nó coi dễ dữ thành cơ. Dữ thành như thế này cơ mà cả nhà, thoải mái luôn. Mà cái đầm này là form này mình mặc ôm mới đẹp nha cả nhà, mà ôm mới đẹp nha. Đó, che bụng rồi, phần này xếp ly che bụng rồi nha cả nhà. 1345 và kèm số điện thoại chị Mai Chi, ok em trước 1345 luôn. Rồi chị thằng mình lấy lên đơn hàng sử dụng em ngay bây giờ nha. Chị Nguyễn Mai ơi, đầm này em có đủ size chị. Rồi lên đơn liền các chị nhớ là hôm nay nếu có thể thì mình gộp đơn đi các chị. Mình gộp đơn từ 597.000 đồng trở lên là sẽ được miễn ship. Giá đầm này bình thường mình mua là 450, còn hôm nay được chốt là 299k, mà còn vừa được giảm giá mà mình gộp đơn còn được miễn ship toàn quốc nữa nha. Rồi 1345 và kèm số điện thoại luôn, chỉ có giá 299k thôi cả nhà nha. Bây giờ em sẽ lên sale thêm cho mình một cái mẫu đầm này nữa đây cả nhà ơi. Tiếp tục em sẽ kho cho mình nữa nha. Rồi em một chút xíu ạ. Ở đây em sẽ có cho mình một cái đầm sơ mi nè. Đây có cho mình cái đầm sơ mi DA1000. Hôm nay xả hàng luôn nè. Chia sẻ like dùm em nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo. Rồi em lên sale cho mình mẫu này nha. DA1300 này cả nhà. Đầm này em sẽ có cho mình là hình như là 4 size thì phải. À không phải đâu. Chủ yếu là còn XL 2X thôi à, còn size M em còn có 3 cái, size L hết sạch sành xanh. Hết sạch size L rồi cả nhà ơi. Em còn 3 cái size M. Cái chợ bình thường ai mặc size M mình đo là eo giùm em xem sao nhá. Tại vì đầm này size M em tầm 72 thì coi giãn thì tầm khoảng 74 vẫn vừa nha cả nhà. Rồi, bon chen mặc được. Nói chung size L, hết size L rồi mình mặc size M bon chen được nhá. 1300 em sale ngày hôm nay cho cả nhà mình là 199k thôi ạ, 199k. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em nha. À, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em. Rồi cái này mình cứ inbox hoặc tí nữa mấy bạn sẽ hỗ trợ mình sau chị Kim Trần nha. Đầm em đang mặc trên người. Mã này là 1300 nha, có túi luôn nè các chị. Rồi em chốt sale ngay bây giờ luôn với giá chỉ có là 199k đầm này. 199k nha. Đổi hai cái, đổi hai cái lấy một cái là sao ta? Đổi hai cái lấy một cái là sao đây chị Kim Trần? Rồi em bây giờ thì tại vì em chưa biết cái đơn hàng mình sao nữa. Bây giờ tí nữa mấy bạn kiểm tra mấy bạn báo lại sau cho mình chị Kim Trần nha. Bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc đây nè, một màu duy nhất thôi, mã này các chị ghi cho em là 1300 nha. 1300 ngày hôm nay sẽ sale luôn, còn có 199k mà thôi. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Phải mềm, chất mát và có co giãn cho các chị mình luôn nè. Ưng mẫu này các chị cứ lên đơn hàng cho em ngay bây giờ. DA101300 và kèm số điện thoại. Size M còn 3 cái, còn lại là còn XL với lại còn 2X nha cả nhà ha. Sale luôn 199k. Sale luôn 199k thôi cả nhà ơi. Cố gắng mình lên đơn hàng sớm, em chốt đơn luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 199k nè. Đầm sơ mi form xè dễ mặc cho các chị. Đi làm, đi chơi, đi đâu mặc cũng được ha. Chỉ có 199k mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Tiếp tục nè, em lên sale cho mình một mẫu đầm khác nữa đây. Ai lấy mẫu nào các chị lên đơn nhanh cho em nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo em lên cho mình là đầm chấm bi nha.
Đầm.bi DA1261 nào, hôm nay tổ chức sale luôn. Cái mẫu này các chị có thể giảm size mặc được tại vì vải có co giãn nha. Mẫu nào mà vải có co giãn nhiều mình giảm size ok hết nha cả nhà. Ở đây mẫu này cũng vậy, vải này thun Mỹ các chị. Thun Mỹ này co giãn rất là tốt nha. Đầm này của em với mã sản phẩm này là 1261 nè. 1261 xả luôn 139k nè, các chị tặng kèm cài áo có đính đá luôn. Cả áo có đính đá cho các chị mình luôn nè. Rồi em xả luôn 139k mẫu đầm này nha. 139k thôi các chị ơi. Rồi lên đơn liền cho em nào các chị ơi. Mã này các chị ghi là 1261 kèm số điện thoại nha. Coi giãn rất là nhiều. Cái này có kèm cho mình cái cài áo này là có kim băng, tháo ra tháo vô được luôn nha các chị ha. Rồi nhanh tay các chị ơi. Đầm này em còn 3 size M, CL, XL. 3 size cuối cùng 1261. 1261 nha. ML và XL 40kg 65kg vừa. Đó các chị ơi, ai 2X thì mình cứ giảm xuống XL mình mặc bao vừa luôn nha. Tại vì co giãn rất là tốt và form này form rộng luôn. Nha nha. 139k. Đây cái đầm này phủ dây đai vô bao sang. Đây phủ dây đai cho các chị xem. Ở nhà mình có dây đai mình phủ vô. Trời ơi đẹp chưa. Đó các chị thấy không, ai thích mình phủ dây đai vô cho em cũng rất là đẹp như thế này đây. 1261 139k đầm này. Đầm không kèm dây đai, cái này em phối thử thôi nha cả nhà ha. Chị Kim Trần à khuyên rồi em đọc rồi. Đặt hai cái. Hai cái là rồi cái này thì về cái vấn đề đội hàng hay gì đó thì mấy bạn tư vấn viên sẽ hỗ trợ nha, tại vì em chưa biết đơn mình như thế nào nữa nên là có gì em báo lại sau nha chị Kim Trần nha. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là 1261. Em sale luôn trên la là 139k đầm này. Từ 40kg đến 65kg là vừa luôn. 40kg đến 65kg vừa mẫu đầm này luôn nha cả nhà ơi. Lên đơn hàng nhanh nha cả nhà, kẹo hết nè. 1261 chú chị Nguyễn Minh. 2X hết rồi chị lấy XL mặc được chị ơi. Tại vì đầm này form rất rộng lắm chị, với nó co giãn nữa nên là giảm size. Cái này mình giảm size được nha cả nhà. Giảm size ok vừa. Ví dụ như bình thường chị nào mặc size L ấy, chị nào thích ôm ôm gọn gọn người, các chị giảm xuống mặc size M đi cả nhà. Cái này em đang mặc size M đó các chị. Cái này em cao mét 62 nặng 47kg đang mặc size M nè. Đó. Rồi, đầm này em sale 139 nha. Mã này các chị ghi cho em 1261 kèm số điện thoại. Đây thật sự luôn, cái mẫu đầm này em đang bán rất là chạy hè mà hôm nay thật là vừa nãy không dám mặc luôn cả nhà. Vừa nãy không dám mặc, nãy là view cao không dám mặc luôn á. Nhưng bây giờ để em mặc lên cho các chị xem nè. Tại vì nó còn ít thôi cả nhà ơi. Nó còn ít thôi à. Đây em mặc like cho mình xem. 1350. 1350 nha cả nhà ơi, siêu phẩm luôn á các chị. Vải này là lụa măng tô, trời ơi nó mát rười rượi luôn các chị ơi. Mặc cái đầm này mà phải nói là xỉu luôn. Bị ghiền luôn cả nhà ơi, cái chất nó mặc là phải nói là ghiền luôn, mềm mướt và mát cho mình. Vải này hoàn toàn không có bị nhăn nhở. Cái tay này em hay cử động cái phần tay này nhưng mà không có nhăn đâu nha cả nhà. Và đây cái chị ơi, nút là nút xịn sò luôn. 1350 trước sale là 299 thôi nha. 1350 siêu phẩm này 450 sale còn 299k. Cái này mình chốt nhanh nha, tại vì mỗi size còn mấy cái thôi đó. Mỗi size là còn có mấy cái cuối cùng thôi cả nhà, mình đặt nhanh mới còn hàng đó nha. 1350 kèm số điện thoại cho em nào. 1350 kèm số điện thoại luôn. Hàng này hàng siêu phẩm và bán cực kỳ chạy luôn đó các chị. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em là 1350 và kèm số điện thoại luôn. 299k mẫu đầm này 1350 nha cả nhà ơi. Chất là bao xịn luôn á. Vải này là lụa măng tô mềm êm mát và không có bị nhăn nhầu cho cả nhà mình luôn. Ngày hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 299k. XL hả chị? Thật sự luôn, ở đây em không có cái đầm XL để đo nhưng mà đầm này co giãn nhiều lắm chị. À khoan, đây là có này. Có này để em lấy cho mình coi cho mình thử nha. Rồi các chị ơi, đây em đo cho mình xem nha, XL. Tại vì đầm này cái form nó to lắm luôn cả nhà ơi, mình cứ vô tư đi tại vì co giãn nhiều mà. Form to, form rộng mà còn co giãn nhiều nữa. Ai 65kg mặc cứ XL ok luôn. Đó, chưa co giãn là eo nó đã 80. Chưa co giãn eo nó đã 86 rồi các chị. XL chưa co giãn nó eo nó 86 rồi và co giãn rồi nha. Eo là tới gì đó. Rồi.
Đứa bự lại đây chơi nè. Lại đây, lại đây. Rồi chờ em xíu nha. Eo nó tới là tầm gì ta? 90. Ủa, cái này là co giãn rất là nhiều luôn cả nhà. 96. 96 nha cả nhà ơi. Eo 96 trở xuống vẫn vừa. Eo 96 trở xuống vẫn vừa. Co giãn lại đến 96 trở xuống vẫn vừa. Chưa co giãn là 86 rồi. Co giãn 96 luôn. Chưa co giãn 86, co giãn rồi 96 mặc vừa luôn nha cả nhà ơi. Nên là tầm vậy là 65, 67 ký mặc vừa luôn các chị. 67 ký mặc vẫn vừa. 139k, 139k mã 1261. 1261 và kèm số điện thoại cho em nha. 1261 và kèm số điện thoại 139k. Các chị yên tâm đi, tại vì đằng này nãy em nói mà cái form to lắm. Thoải mái luôn cả nhà. Rồi chị nào mình lấy nhanh tay lên đơn hàng sớm dùng em nhé. Đầm này của em 1350. 1350 kèm số điện thoại cho em nhé. Đầm này sale 299k. Này 139 nha cả nhà, để em báo luôn. Sao ngon? Đi về hả? Đồ bộ, đồ bộ hả chị? Em có mấy mẫu đồ bộ lần chị ơi? Ở da bò hả chị? Da bò mẫu này là 1350, 1350 nha. Sale giá là chỉ có 299k. Mẫu này là màu cam á chị. Mẫu này là màu cam nhá. Rồi, màu cam đất, màu cam đất nha cả nhà ơi. 1350 sale 299. 1350 sale 299k. Chị nào lấy đặt hàng cho em mà 1350. 1350 nha, giá gốc 450 sale là 299k mẫu đầm này á. Nút là nút xịn luôn. Đi về hả? Đi về hả? Chờ xíu nha. Đây đây, từ 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 từ. Từ từ. Anh từ từ coi. Rồi, các chị ơi, ai lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1350 nhá. Chị Hà, chị Hà Chibi 1350 ok chị nè. Mẫu đầm này em sale là giá là 299k. Cái vải lụa măng tô này rất là mát. Với lại nó không có nhăn nha cả nhà ơi, nó không nhăn nhầu luôn. Nó cũng có co giãn nhẹ nhẹ cho mình nữa nè. Nhưng mà cái mẫu đầm này form nó hơi nhỏ xíu, 2X, có thể là eo mình tầm khoảng là 80 eo 82, 80 trở xuống mặc vừa. E80 trở xuống mặc vừa, ok chị Hà TV nha. Rồi mẫu đầm này form hơi nhỏ xíu nha cả nhà. Size 2XL80 trở xuống mặc vừa. Hoặc em, đúng rồi E80 đi, chắc. Rồi các chị ơi, đầm này em sale cho cả nhà mình luôn là 299k. 299k mẫu đầm này 1350. Chị nào mình lấy lên đơn hàng cho em nhé. 1350 kèm số điện thoại, giá sale là 299k nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm một sản phẩm tiếp theo nha. Ai lấy mẫu nào các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn nha. Mã với số điện thoại luôn. Rồi bây giờ em sẽ có cái mẫu đầm này. Ngày hôm nay em sale luôn cho cả nhà đây. Một 312. 312 còn ít em sẽ nhanh nha. Em sale luôn cho mình đầm suông này nè. Mẫu đầm suông này cơ bản cái form nó như thế này đây. Và mình có cái dây nè. Dây này dây rờ mình cột vô. Eo tới đâu mình cột tới đó vô. 1315. Cái này là 1312 nha cả nhà. Đủ size luôn. 1312 rồi ok chị Kim Trần. Rồi mẫu đầm này em chốt sale là 159 thôi. Mẫu này em sale 159k, 159k. Đầm này nó có túi, vậy này là satin lụa cho các chị nha. Rồi phía trước nó có nút gỗ cho cả nhà mình luôn. Cái màu xanh rất là lạ, cái màu rất là sang. Rồi đầm này em chốt sale luôn cho mình với giá chỉ có là 159k. Mã này các chị ghi cho em là 1312. 1312 và kèm số điện thoại cho em nha. 1312 kèm số điện thoại, chốt đơn liền trên line này cho mình là chỉ có là 100
59k mẫu đầm này, dây thì mình cột trước cột sau ok hết nha. Đó, chị nào thích form xề cái chị cột đằng trước cho em như thế này nè. Rồi em chốt luôn trên live với giá chỉ có là 159.000 đồng. Một trăm năm mươi chín k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay nào cả nhà ơi, lên đơn hàng liền cho em ngay bây giờ, kẹo hết nha. Chốt luôn có 159, nút là từ trên xuống dưới luôn. Nút này nút gỗ nha cả nhà. Trên live nhiều khi mình nhìn rõ cái này nút gỗ luôn. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, và sale hôm nay có 159 thôi. 159k chị nào mình lấy nhanh tay nhá. 1312. 1312 kèm số điện thoại, em có cái màu này nữa nè, là cái chị ghi cho em 1311 nè. Màu này 1311 nè, cái này đủ size luôn, em sale 159k luôn. 1311 nha, cái vải này thì vải này nó có đường kính tâm như thế này, vải kính tâm nè. 1311 nhá, 1311 nha, em sale luôn 159k, form hai form để trang nhau nha và có dây cột hết. 159k, 1311 là mẫu này. 1311 là mẫu này nha, 1312 là mẫu này. Đồng giá 159k. 159k rồi, chị nào mình lấy lên đơn hàng cho em luôn. Là mã hàng là với số điện thoại cho em liền. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 159k nha. Rồi các chị ơi, like em sẽ lưu lại, chị nào mà trẻ xem lại like để đặt hàng thêm. Hẹn gặp lại các chị vào ngày mai nha. Các chị nhớ chịu khó xem lại, tại vì rất là nhiều mẫu đồng phía trước em like, giá rất là rẻ và cũng còn hàng đó. Mình gộp đơn từ 597.000 đồng trở lên sẽ được miễn ship nha cả nhà ha. Rồi cảm ơn các chị đã theo dõi like của em tối nay, và chúc cả nhà mình ngủ ngon. Bye bye cả nhà mình nha.